Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 671, cơ mật quốc gia. Trương Dương nói, bí thư Lương bảo anh tìm tôi à? Lương Thành Long đương nhiên không thể thừa nhận, đâu, tôi có nghe nói tới chuyện này cho nên vội vàng gọi cho cậu, cậu là bạn của tôi, còn bên kia là chú ruột của tôi, nếu thật sự vì chuyện này mà trở mặt thì tôi về sau cũng khó xử. Trương Dương nói, anh đừng nhúng tay vào làm gì, Tôi hiện tại là đại biểu chính phủ thành phố Nam Tích tới đây giải quyết vấn đề, giải quyết việc chung, không có bất kỳ ân oán tư nhân gì trong đây cả." Lương Thành Long nói, "Thôi đi, cậu là một chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao, chuyện nước ô nhiễm lúc nào tới cậu quản?" Trương Dương nói, "Tôi không có thời gian nói những lời vô nghĩa với anh, anh nếu có thời gian, mau gọi cho chú của anh, bảo ông ấy lập tức hạ lệnh dừng thải nước bẩn vào sông Thoan đi, nếu không chuyện này tôi quyết không bỏ qua đâu." trương dương nói xong liền gác máy triệu bảo quần ngồi cùng xe với hắn cũng là vừa từ bộ môn bảo vệ môi trường về căn bản không có được câu trả lời thuyết phục nào quan lại bao che cho nhau người ta đều là quan viên bản địa đông giang đương nhiên là đồng khí liên tri trên mảnh đất này muốn làm được chút chuyện thật sự là không dễ dàng gì triệu bảo quần chỉ về phía trước nói bên kia chính là chỗ thải nước bẩn vào sông trương dương nói tới đó xem bọn họ bảo lái xe lái tới đó nhưng khi sắp tới được mục tiêu thì bị mấy cảnh sát cản lại trương dương kéo cửa xe xuống đồng chí sao lại cản chúng tôi tên cảnh sát cầm đầu cũng tính là khách khí giơ tay chào hắn một cái rồi nói đoàn đường phía trước đang tiến hành quản chế cấm xe thông hành trương dương nói vì sao lại cấm thông hành chúng tôi tới đây là có việc phải làm cảnh sát nói mệnh lệnh của cấp trên chúng tôi cũng chỉ chấp hành mệnh lệnh thôi phía trước đã là tới bờ sông rồi không còn đường nữa đâu, các anh muốn tới bờ sông để bơi à? Trương Dương nói, tôi chính là muốn tới bờ sông để xem đấy, muốn xem tình huống ô nhiễm của nước sông. Lúc này một chiếc xe săn tin cũng lái tới, từ nhãn trên xe mà nhìn thì là thuộc Nhật báo Đông Nam, Trương Dương cực quen với Nhật báo Đông Nam này, nhớ rõ tổng biên tập của bọn họ là Lý Đồng Dục, lúc trước chế tạo hỗn loạn ở núi Thanh Đài, mấy phóng viên đều bị Trương Dương đánh cho một trận, rất trùng hợp là, mấy phóng viên hôm nay tới đây, một người trong đó chính là người lúc trước ở núi Thanh Đài bị Trương Dương đánh, đó là biên tập viên Lưu Hy Văn của Nhật Báo Đông Nam, Lưu Hy Văn nhìn thấy Trương Dương lập tức mặt tái đi. Gã cũng nghe nói sự kiện nước sông Thoan bị ô nhiễm, cho nên muốn tới đây chụp tình huống, cũng giống như Trương Dương, bị đám cảnh sát chặn lại. Một gã phóng viên trong đó rút thẻ phóng viên ra cãi với cảnh sát, chúng tôi là phóng viên của Nhật Báo Đông Nam, chúng tôi có quyền lợi đưa tin. Cảnh sát cũng trả lời rất rõ ràng, anh cho dù là phóng viên của Nhật báo Nhân dân cũng vậy thôi, bên trên đã hạ mệnh lệnh phải tạm thời phong tỏa nơi này, chuyện liên quan tới cơ mật quốc gia, người ngoài không thể vào. Audio điện tử võ tấn bền Trương Dương nghe thấy câu này không khỏi bật cười, con mẹ nó, cơ mật quốc gia à, không phải là muốn che giấu tội hành của các người sao? Từ lúc thải nước bẩn cho tới giờ đã được 10 tiếng đồng hồ rồi, phía Đông Giang vẫn không ngừng thải tiếp, đây căn bản là biết pháp mà chi pháp phạm pháp, vì bảo đảm kinh tế địa phương mà làm tổn hại lợi ích của thành thị huynh đệ. Trương Dương cũng chẳng buồn tranh cãi với cảnh sát, hắn vẫy vẫy tay với Lưu Hy Văn, Lưu Hy Văn trong lòng thật sự là sợ thằng ôn này, do dự một chút rồi chỉ chỉ vào mình, ý hỏi là anh gọi tôi à. Trương Dương gật đầu, Lưu Hy Văn lúc này mới đành đi tới, tới trước mặt Trương Dương rồi cố nặn ra một nụ cười, chủ nhiệm Trương, ngài sao cũng ở đây à. Trương Dương nói, anh tới đưa tin về sự kiện ô nhiễm nước à. Lưu Hy Văn nhất thời không nắm chuẩn được là thằng ôn này rốt cuộc có mục đích gì, không dám tùy tiện trả lời, vạn nhất mục đích của Trương Dương ngược lại với hắn, không khéo lại bị thằng ôn này đập cho một trận. Lưu Hy Văn đã định vị thằng ôn này là người dã man, gã là người làm công tác văn hóa, người làm công tác văn hóa gặp người dã man căn bản không nói được đạo lý, chỉ có nước chịu thiệt. Trương Dương nhìn ra Lưu Hy Văn đang rất sợ, hắn xua tan sự băn khoăn của Lưu Hy Văn, tôi cũng vì sự kiện ô nhiễm mà đến, nước dùng của người dân thành phố Nam Tích chúng tôi đều bị bọn họ làm ô nhiễm, chúng tôi là người bị hại. Lưu Hy Văn hiện tại cuối cùng cũng rõ ràng, lần này mục đích của bọn họ giống nhau, nếu lập trường đã giống nhau, trong lòng Lưu Hy Văn liền thoải mái hơn nhiều, gã nói khẽ chủ nhiệm chương, chúng tôi mới từ hạ du tới, ô nhiễm rất nghiêm trọng, vốn muốn tới chỗ cửa thải nước bẩn vào sông để chụp hình. Nhưng đoạn mặt sông đã bị phong tỏa ra, thuyền không thể nào tới gần được, cho nên mới lái xe tới, không ngờ đường cũng bị chặn. Trương Dương tức giận nói, bọn họ chính là muốn che giấu chân tướng sự thật. Lưu Hy Văn nói, chủ nhiệm Trương, khu vườn công nghiệp quốc tế trước giờ đều là đại hộ ô nhiễm của Đông Giang, chỉ cần vườn công nghiệp quốc tế tiếp tục tồn tại, nước ô nhiễm như hôm nay sẽ vẫn còn phát sinh. Trương Dương nhìn nhìn cảnh sát đang giàn trận như sẵn sàng đón quân địch, hắn nói với Lưu Hy Văn, phải đưa chân tướng sự thật ra ngoài, phải cho công chúng biết được, phải cho người dân nhận thức được hoàn cảnh sinh tồn của chúng ta bị phá hoại như thế nào. Lưu Hy Văn nói, bọn họ đã chặn đường rồi, chúng ta không xông qua được, chẳng lẽ lại bay qua à? Câu này đã nhắc nhở Trương Dương, Trương Dương nhớ tới một người, người theo đuổi thì Duy, Quách Chí Giang, hắn và Quách Chí Giang đã gặp mặt nhau vài lần, quan hệ cũng tính là không tồi. Quách Chí Giang chính là người của Ban hậu cần Không quân Quân khu. Trương Dương gọi điện thoại cho Quách Chí Giang. Mục đích hắn liên hệ với Quách Chí Giang rất đơn giản, chính là muốn Quách Chí Giang kiếm một chiếc trực thăng tới đây. Năng lực của Quách Chí Giang cũng rất mạnh, nghe Trương Dương kể lại quá trình của sự việc, gã liền bảo Trương Dương trực tiếp tới quảng trường khu khai phá Đông Giang, gã sẽ lái trực thăng tới đón họ. 15 phút sau, một chiếc trực thăng quân dụng chậm rãi đáp xuống quảng trường trước cửa trụ sở khu khai phá, Trương Dương dẫn Lưu Hy Văn và một gã phóng viên chụp ảnh khác chui vào trong trực thăng. Quách Chí Giang tự mình điều khiển trực thăng, bên cạnh gã còn có một trợ thủ, Quách Chí Giang mặc vào quần áo phi hành và đeo kính trông rất đẹp trai, gã lớn tiếng nói với Trương Dương, ngồi vững chưa, chúng ta lập tức cất cánh. Một đám lãnh đạo đang họp trong trụ sở hưu khai phá, nghe nói bên ngoài có một chiếc trực thăng, đều thấy rất kỳ quái, dù sao chuyện như thế này cũng không phải thường gặp. Chủ nhiệm khu khai phá Liêu Bác Sinh đặc biệt đi tới trước cửa sổ nhìn ra ngoài, y vừa hay nhìn thấy cảnh máy bay cất cánh, Liêu Bác Sinh gãi gãi đầu, nói, sao lại thế này? Sao lại có trực thăng đỗ ở chỗ chúng ta? Chỉ lát sau liền có nhân viên công tác lên báo cáo, trực thăng đón mấy người rồi bay, một người trong đó chính là Trương Dương buổi sáng tới đây gây sự. Liêu bác sinh hơi suy nghĩ một chuyện liền cảm thấy chuyện này có chút không đúng, y trước chuyện đã sai người phong tỏa nơi thải nước bẩn, cấm tiệt ngoại giới và giới truyền thông, tránh cho ảnh hưởng tiếp tục khuếch đại. Nhưng y bịt đường thủy, bịt đường bộ, nhưng lại lại thể nào bịt được trên trời, Đúng là hợp với câu nói đạo cao một thước ma cao một trượng, năng lực của đối phương thật đúng là không tầm thường, không ngờ có thể xuất động được cả trực thăng quân dụng, nghĩ tới hậu quả có thể dẫn tới, Lưu Bác Sinh trên chán đã bắt đầu đổ mồ hôi, y nói với phó chủ nhiệm Lưu Bảo Toàn, chuyện này chỉ sợ bất diệu, mau tới hiện trường xem thế nào. Trực thăng bay sát bên trên mặt sông Thoan, trong không khí tràn ngập một mùi trứng thối, Trương Dương kinh tởm nhíu mày, nhìn xuống phía dưới, liền thấy nước từ bốn ống thải chĩa thẳng vào mặt sông đang không ngừng thải nước, ba ống trong đó là thải nước trong suốt, chắc là đã qua xử lý, trong ống dẫn ở phía bắc thải ra toàn là nước bẩn đen xì, si. trong nước sông lộ ra một dải nước màu đen, mùi hôi thối từ bên trong tỏa ra. Lưu Hy Văn và tên phóng viên chụp ảnh điều chỉnh tốt vị trí ngồi, không ngừng tiến hành quay chụp. Trương Dương lớn tiếng nói, chụp rõ một chút, phải đưa chuyện này ra trước công chúng, tôi phải khiến người dân toàn tỉnh đều biết, vườn công nghiệp quốc tế rốt cuộc là đang làm những gì. Trên đê ở gần cửa xả nước thải có không ít người đang đứng, bọn họ nhìn thấy trực thăng trên không trung, có một người vươn tay chỉ về phía trực thăng, lớn tiếng quát. Quách Chí Giang nhìn thấy tình huống ô nhiễm của sông Thoan cũng cảm thấy lạnh cả người, trên mặt nước đầy là những điểm đen lốm đốm, chắc là cá chết, Quách Chí Giang nói, đã xảy ra ô nhiễm, vì sao không lập tức đóng ống xả nước? Trương Dương nói, bởi vì những xí nghiệp này muốn tiếp tục sản xuất, bởi vì phía Đông Giang sợ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của bọn họ mẹ nó. Vì lợi ích của thành thị mình có thể mặc kệ sự sống chết của thị dân nam tích chúng tôi ư. Lưu Hy Văn và tên phóng viên đi cùng kia rất kích động, đây chính là một tin tức có tính bùng nổ, chỉ cần đưa tin ra ngoài, tất nhiên ở Bình Hải sẽ dẫn tới oanh động, không chỉ là Bình Hải, ở trên toàn quốc đều có thể bị oanh động. Trương Dương nói, viết bản thảo xong thì đưa tôi xem trước, tôi hài lòng thì mới được đăng. Sau khi hoàn thành quay chụp, Quách Chí Giang điều khiển trực thăng đưa bọn Trương Dương tới quảng trường khu khai phá, xe của bọn Trương Dương đỗ ở gần đó. Trương Dương giơ ngón tay cái về phía Quách Chí Giang, lớn tiếng nói, chơi tôi xong việc này sẽ mời cậu ăn cơm. Quách Chí Giang giơ ngón tay cái về phía hắn, rồi điều khiển trực thẳng nhanh chóng bay đi xa. Mấy người Trương Dương và Lưu Hy Văn còn chưa kịp lên xe, liền nghe thấy tiếng còi xe xe cảnh sát, bảy chiếc xe cảnh sát của phân cục khu khai phá Đông Giang gầm rú phóng tới, vây lấy bọn họ, cục trưởng phân cục khu khai phá Đông Giang Mạnh Tường mặc một thân cảnh, vẻ mặt uy nghiêm xuất hiện trước mặt bọn họ, gã là phụ mệnh mà tới. Trương Dương không ngờ đám cảnh sát này lại tới nhanh như vậy, hắn nói với Lưu Hy Văn, đừng sợ, mọi chuyện đã có tôi lo. Mạnh Tường đi tới trước mặt bọn họ, giơ tay chào họ rồi nói, các vị đồng chí phóng viên, xin mọi người giao ra tất cả thiết bị chụp ảnh, chúng tôi cần kiểm tra. Trương Dương nói, vì sao, mạnh tường trước khi đến đã biết thân phận của trương dương uy danh của trương dương trong thể chế bình hải rất nhiều người đều biết đến mạnh tường ở sâu trong lòng không muốn nhận công tác này nhưng cấp trên áp xuống nhất định phải phong tỏa chuyện lần này không được để giới truyền thông tham gia vào chủ nhiệm hội quản ủy khu khai phá liêu bác sinh đã hạ tử mệnh lệnh cho mạnh tường mạnh tường thật sự là không thể đùn đẩy được ánh mắt của gã chiếu vào trương dương vẻ mặt dịu đi nói chủ nhiệm trương tôi là phân cục trưởng khu khai phá đông giang mạnh tường Chúng tôi hoài nghi những phóng viên này đã chụp được một số cảnh không được phép, chuyện này liên quan đến cơ mật của quốc gia, cho nên phải tiếp nhận kiểm tra toàn diện. Trương Dương nói: Cơ mật quốc gia á? An toàn quốc gia là cục quốc an đến quản, hình như không tới lượt cục công an các vị đâu. Mạnh Tường nói: Chủ nhiệm Trương, mọi người đều là người trong thể chế, hy vọng anh đừng làm khó tôi. Trương Dương nói: Ai làm khó anh? Anh là cục trưởng công an, chức trách của anh là duy hộ chính nghĩa. Trừ bảo an dân, không phải tìm tới những công dân nước cộng hòa tuân thủ pháp luật như chúng tôi để làm khó, cái gì cơ mật quốc gia cơ? Nước sông Thoan ô nhiễm lúc nào thành cơ mật quốc gia vậy? Anh khi chấp hành mệnh lệnh có nghĩ tới mình đang làm gì hay không? Anh đang giúp chính phủ khu khai phá đông Giang các anh che giấu một tin xấu, một tin xấu khiến người dân Bình Hải khinh bỉ đó. Mạnh Tường nói, chủ nhiệm Trương, rất xin lỗi, mời anh tới phân cục một chuyến, hiệp trợ chúng tôi điều tra. Trương đại quan nhân phát hỏa rồi, hiệp trợ điều tra. Tôi là làm trái pháp luật hay làm loạn kỳ cương, anh dựa vào gì mà đòi bắt tôi tới phân cục? Tôi nói cho các anh biết nhé, lập tức tản đi cho tôi, nếu không hôm nay không xong với tôi đâu. Mạnh Tường hai mắt nghiêm lại, sự kiêu ngạo của người này hắn đã nghe nói vô số lần, nhưng giáp mặt lĩnh giáo lại là lần đầu tiên. Mạnh Tường liếc sang mấy người kia bọn Lưu Hy Văn, lạnh lùng nói kiểm tra bọn họ. Trương Dương hôm nay triệt để bị chọc giận rồi, hắn cản ở trước mặt bọn Lưu Hy Văn, hư lạnh một tiếng, chỉ vào hơn 30 công an đặc công ở trước mặt, nói tôi cũng muốn xem xem, ai con mẹ nó dám tới đây nào. Mày rậm của mạnh tường nhíu chặt lại, gã đánh mắt ra hiệu cho trợ thủ ở bên cạnh, chuyện này hôm nay phải áp dụng một số thủ đoạn, nếu không thì không chấn nhiếp được thằng ôn con bố láo này. Trợ thủ dương đông lượng của mạnh tường là cao thủ bác kích tự do, ở trong cuộc thi võ đặc công tỉnh nhiều lần giành được chức quán quân, Mạnh Tường đối với Dương Đông Lượng rất có lòng tin, gã trước khi đến đã suy nghĩ kỹ chuyện này, nếu như không cần thiết, gã cố gắng không muốn trở mặt với Trương Dương, nhưng thái độ của Trương Dương cũng quá man hoành, căn bản không có ý phối hợp công tác với họ, cho nên cần Dương Đông Lượng ra tay chấp nhiếp hắn một chút. Đừng nhìn bọn họ có tới hơn 30 công an đặc công tới, đa số đều được trang bị súng, nhưng người mà bọn họ phải đối diện dẫu sao cũng là cán bộ quốc gia và phóng viên. Không phải tội phạm, đây mới là chỗ khó giải quyết. Dương Đông Lượng nhìn thấy ánh mắt của cục trưởng thì cũng hiểu ý, hắn bước tới trước mặt Trương Dương, mỉm cười nói, "Chủ nhiệm Trương, ngài đừng nóng giận, lên xe uống trà trước đã." Hắn vươn tay ra muốn nắm lấy vai Trương Dương, ở trong mắt hắn, chỉ cần mình chế trụ được Trương Dương, bước hắn rời khỏi hiện trường, mấy phóng viên khác khẳng định sẽ dễ đối phó thôi. Hắn tính là tóm lấy vai Trương Dương, rồi chế trụ cánh tay của hắn, dựa vào lực lượng của mình Khẳng định sẽ khiến Trương Dương cả người tê dại, mất đi năng lực phản kháng. Bất kể là Mạnh Tường hay là Dương Đông Lượng đều sai rồi, bọn họ vẫn còn thiếu hiểu biết về vị Trương Đại Quan nhân trẻ tuổi mà kiêu ngạo này. Người kiêu ngạo bên trong quan trường khắp nơi đều có thể thấy được, nhưng sự kiêu ngạo chân chính tuyệt không phải là mù quáng, cũng cần phải có thực lực, có chỗ dựa. Khi tay Dương Đông Lượng vỗ xuống, Trương Dương đã hiểu rõ mục đích của hắn, có điều Trương Dương không hề tránh hắn căn bản không cho rằng Dương Đông Lượng sẽ tạo thành thương tổn đối với mình. Một trường của Dương Đông Lượng chụp xuống vai Trương Dương, chỉ cảm thấy chỗ hạ tay xuống chân tuột, giống như hoàn toàn không có lực. Trong lòng Dương Đông Lượng không khỏi cả kinh, nhưng hắn ra tay rất nhanh, thức thứ hai đã lập tức được đánh ra, muốn vặn cánh tay của Trương Dương, Trương Dương ối giả một tiếng. Thân thể hơn trầm xuống, tựa hồ như mất đi thăng bằng, hướng vào trong ngực Dương Đông Lượng. Dương Đông Lượng cũng rất giảo hoạt, kêu lên một tiếng, chủ nhiệm Trương cẩn thận. Hắn nắm lấy cổ tay của Trương Dương thừa cơ kéo vào lòng mình, hắn là muốn chế trụ Trương Dương, người ngoài không nhìn ra tiểu động tác của hắn, còn cho rằng là hắn có ý tốt muốn đỡ Trương Dương. Cái mà Dương Đông Lượng đánh là bàn tính như ý, nhưng hắn lại đánh giá không đúng thực lực của Trương Dương, khi Trương Dương tới gần thân thể hắn, vai đột nhiên phát lực, cao thủ võ công đều biết, khoảng cách càng gần thì phát lực càng khó. Dương Đông Lượng căn bản không ngờ tới dưới điều kiện tiên quyết hai người gần nhau như vậy, mà vai của Trương Dương lại bộc phát ra được lực lượng cường đại dương ấy. Hắn cảm thấy một cổ lực lượng từ vai Trương Dương giống như thủy triều đập vào ngực hắn, Dương Đông Lượng dưới lực lượng cường đại này hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Hắn hự một tiếng, buông tay Trương Dương ra, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Coi như Dương Đông Lượng có chút bản lĩnh, không ngờ có thể chịu được một đòn này của Trương Dương mà không bay ra, nhưng hắn càng cố chịu thì thương tổn càng nặng cổ họng bỗng dưng ngòn ngọt, ngọt một dòng nhiệt lưu không chịu được khống chế mà phun ra một cú đâm này của trương dương khá độc đâm cho dương đông lượng hộp máu cảnh sát ở xung quanh cũng không nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì tiếp xúc giữa hai người là chuyện chỉ trong nháy mắt không ai rõ dương đông lượng vì sao lại đột nhiên hộp máu trương dương nói đồng chí cảnh sát này đúng là tốt quá sức khỏe không tốt mà vẫn còn tới đỡ tôi anh mau đi khám bệnh đi Dương Đông Lượng tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nhưng bị Trương Dương va cho một cú, khí huyết nhộn nhạo, trong nhất thời ngay cả nói cũng không nói ra được. Mạnh Tường nhìn ra Dương Đông Lượng ăn đòn, gã nói với Trương Dương, "Chủ nhiệm Trương, phiền anh phối hợp với công tác của chúng tôi." Trương Dương nói, "Phối hợp cái gì? Tôi không có tội, các anh muốn bắt tôi thì cứ tới đây, tôi đảm bảo tôi nhất định sẽ không phản kháng." Quốc gia chúng ta là một xã hội pháp trị, đừng tưởng các khoác lên tấm ra cảnh sát là có thể muốn làm gì thì làm là có thể đại biểu cho pháp luật phối hợp với các anh ư tôi nhổ vào biết cái gì gọi là không làm việc trái với lòng thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa không biết cái gì gọi là đúng lý hợp tình không chính là tôi đây đám người các anh tới đây muốn làm gì cho rằng tôi không biết à trong lòng tôi biết rõ lắm đây muốn bắt tôi ư con mẹ nó việc đéo gì phải giả vờ khách khí như vậy mời tôi hiệp trợ điều tra ư đờ mờ làm nĩ mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết chính là các anh đó, không phải là muốn bắt tôi ư. Con mẹ nó lên hết đây, dựa vào bản sự mà bắt tôi đi, đừng có đứng đó mà giả vờ tử tế. Mạnh tường cũng phát hỏa rồi, thằng này cứng mềm đều không chịu. Là hán tử ai mà không có chút tính nóng. Trương Dương Anh có khệnh hơn nữa thì chẳng qua cũng chỉ là một cán bộ cấp ban, mạnh tường tôi trên cấp bậc cũng đâu có kém gì anh, Vả lại, ở trước mặt nhiều thuộc hạ của tôi như vậy, anh chửi tôi thành cái gì rồi, Tôi hôm nay nếu cúi đầu làm cháu anh, sau này ở phân cục khu khai phá làm sao mà ngẩng đầu lên được nữa. Nghĩ như vậy, Mạnh Tường liền đưa ra quyết định, gã gật đầu nói, chủ nhiệm Trương đối với chúng ta có chút hiểu lầm, mời chủ nhiệm Trương lên xe, chúng ta tới phân cục nói chuyện, đừng tranh luận ở đây để tránh tạo thành ảnh hưởng không tốt. Bốn gã cảnh sát vây quanh Trương Dương, ý tứ của cục trưởng mạnh rất rõ ràng. Bọn họ có nhiều người, bọn họ rất vững dạ, nhưng không đợi vòng vây của họ thành hình, Trương Dương đã giống như điện xẹt sông tới trước mặt Mạnh Tường. Mạnh Tường còn chưa rõ là có chuyện gì thì thấy Trương Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, gã cũng bị dỏa cho toát mồ hôi hột, con mẹ nó, thằng ôn này là người hay quỷ vậy. Trương Dương chỉ dỏa gã chút thôi, nhưng mấy cảnh sát ở bên cạnh lại không cho rằng như vậy, bọn họ cho rằng Trương Dương muốn gây bất lợi cho Mạnh Tường, liền hô lên, bảo vệ cục trưởng. Một cảnh sát trẻ tuổi trong số đó vì quá khẩn trương, soạt một cái rút súng ra, Mũi súng chỉ vào Trương Dương, giơ tay lên, nằm xuống đất, hai tay đặt sau gáy. Trương Dương đột nhiên quay đầu lại, tức giận nhìn tên cảnh sát trẻ đó, mày con mẹ nó nói cái gì cơ? Mạnh tường so với Trương Dương còn khẩn trương hơn, gã biết bối cảnh của Trương Dương, nhưng những cảnh sát đi cùng hắn thì không biết, gã vội vàng nói, "Đừng nổ súng, bỏ súng xuống." Gã thấy chuyện vốn không nên trở thành như thế này. Một chiếc Audi hối hả chạy tới hiện trường, chủ nhiệm hội quản ủy khu khai phá Liêu Bác Sinh cùng hai cán bộ khu khai phá đi xuống. Thật ra Liêu Bác Sinh chỉ là trùng hợp đi qua đây, nếu không phải nhìn thấy nhiều xe cảnh sát như vậy, bản thân y cũng quên mất đây là mệnh lệnh của mình. Mạnh tường nhìn thấy Liêu Bác Sinh tới, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm anh con mẹ nó hạ cho tôi cái mệnh lệnh chó chết gì thế này, loại chuyện đắc tội với người ta này anh không tự mình đi làm, lại bắt tôi dơ đầu chịu báng. Bảo tôi ra làm kẻ đầu thối, thằng ôn trương dương này quá khó đối phó mạnh tường rất biết mỉa mai gã nói với trương dương một câu lãnh đạo của chúng tôi tới rồi có gì bất mãn thì anh tìm ông ta mà nói giọng nói không lớn trương dương có thể nghe thấy nhưng liêu bác sinh thì lại không nghe được ý đồ trốn tránh trách nhiệm của mạnh tường rất rõ ràng trương dương nheo mắt lại khinh thường nhìn liêu bác sinh vị thư ký trưởng chính phủ thành phố đông giang chủ nhiệm hội quản ủy khu khai phá đông giang này hiện tại cuối cùng cũng ra mặt rồi liêu bác sinh khí thế vẫn rất thịnh ít nhất cho tới bây giờ y cho rằng tất cả vẫn không thoát khỏi tầm khống chế của mình, biểu hiện của phía Nam Tích quá khẩn trương, cũng quá kích tiến, chuyện nước bị ô nhiễm nếu đã xảy ra, hai bên nên tâm bình khí hòa tham thảo phương pháp giải quyết vấn đề chứ không phải là đối kháng. Liêu Bác Sinh vừa rồi cũng gọi điện thoại cho phía thành phố Nam Tích, y sai cảnh sát tới đây cũng không phải là để nhằm vào Trương Dương, mà là để khống chế dư luận, y không muốn chuyện nước ô nhiễm bị đưa tin ra ngoài. Kinh nghiệm công tác trường kỳ cho y biết, Chuyện chỉ cần có dư luận tham dự vào thì chắc chắn không phải là chuyện tốt. Liêu Bác Sinh quan sát Trương Dương rồi nói, cậu là Trương Dương. Trương Dương gật đầu nói, là tôi. Liêu Bác Sinh nói, có vấn đề gì có thể trực tiếp tìm tôi giải quyết, đừng kích động, mọi người đều là đồng chí, đừng phát sinh mâu thuẫn bên trong. Trương Dương nghĩ thầm ông đúng là đứng nói thì không đau lưng, hôm nay sau khi tới Đông Giang lại không tìm được ông, hiện tại lộ diện rồi thì tư thái lại bày ra rõ cao. Trương Dương nói, tôi sáng hôm nay đã tới tìm ông rồi, nhưng chủ nhiệm Liêu ông cũng khó tìm quá. Liêu Bác Sinh nói, khu khai phá mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện phải làm, buổi sáng tôi đi họp, án chiếu theo quy định của thị lý thì phải tắt di động. Trương Dương chỉ vào cảnh sát ở xung quanh, nói chủ nhiệm Liêu, tôi phạm tội gì mà ông bảo nhiều cảnh sát như vậy tới với tôi. Liêu Bác Sinh cười nói, hiểu lầm thôi, chuyện đã phát triển tới mức này y không ngờ còn không biết xấu hổ nói ra hai chữ hiểu lầm này người muốn làm chính trị tố chất tâm lý chính là phải như vậy liêu bác sinh tỏ ý bảo trương dương và y đi sang một bên nói chuyện liêu bác sinh nói khẽ tiểu trương những phóng viên phóng viên có phải là cậu mời tới không trương dương hỏi ngược lại chủ nhiệm liêu những cảnh sát này có phải là ông phái tới không liêu bác sinh nói tiểu trương à quan hệ giữa hai thành phố đông giang và nam tích trước giờ luôn rất mật thiết tôi hy vọng cậu phải xuất phát từ đại cục đừng bởi vì lợi hại nhất thời mà xem nhẹ lợi ích lâu dài của hai bên. Những lời này của Liêu Bác Sinh thoát nghe thì rất lớn, nhưng trên thực tế thì không có nội dung gì, ở trong mắt Trương Dương thì chỉ là những lời sao giống, thiếu lực độ, Trương Dương nói, đại cục tôi không hiểu, lợi ích lâu dài tôi cũng không thấy được, tôi chỉ nhìn thấy khu vườn công nghiệp quốc tế các vị thải nước bẩn ngừng vào sông Thoan, mà đông đảo thị dân của chúng tôi bình thường chính là dùng nước sông Thoan để sinh hoạt. Là lợi ích của chúng tôi bị tổn hại, tôi đại biểu thị chính phủ, Thị ủy Nam Tích trịnh trọng yêu cầu các vị dừng hành vi xả nước, dừng hành động làm ô nhiễm sông Thoan. Liêu Bác Sinh nói: "Tiểu Trương, tình huống cụ thể chắc là cậu chưa rõ, công nhân của chúng tôi đang sửa gấp ống nước, trước mắt tiến triển rất thuận lợi." Trương Dương nói: "Sửa gấp và dừng xả là hai chuyện khác nhau, nếu biết đã tạo thành ô nhiễm nước, vì sao không lập tức đình chỉ xả nước? Chủ nhiệm Liêu, Nam Tích chúng tôi chẳng lẽ phải gánh chịu trường tai nạn mà các ông tạo ra ư?" Liêu Bác Sinh cố kiên nhẫn nói: "Tiểu Trương, tôi đã liên hệ với lãnh đạo của các cậu rồi, lần này tổn thất mang đến cho Nam Tích vì nước bị ô nhiễm, chúng tôi sẽ bồi thường, chuyện hôm nay liên quan tới hình tượng của chính phủ, cũng không thích hợp bị đưa tin, Tiểu Trương, hy vọng cậu có thể xuất phát từ đại cục, trăm ngàn lần đừng bởi vì xung động nhất thời mà bôi nhỏ chính phủ chúng tôi." Trương Dương phát hỏa rồi, rõ ràng là họ làm việc xấu, sao ngược lại thành mình bôi nhỏ chính phủ? Trương Dương nói: "Là ai bôi nhỏ chính phủ?" Nam tích chúng tôi là phía bị hại, cho dù những phóng viên này là tôi mời tới, cũng chẳng qua là muốn nói ra sự thực thôi, sao? Đã là các ông làm sai, vì sao lại sợ công chúng biết? Liêu Bác Sinh nói, Tiểu Trương, cậu bảo phóng viên đưa tin chuyện này chỉ tổ tạo thành tình tự tiêu cực trên xã hội, cũng không có lợi gì cho giải quyết vấn đề. Lúc này một cán bộ dưới tay y đi tới, mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói chủ nhiệm Liêu, chỗ hở của ống xả đã được hàn xong rồi chắc là trong nửa tiếng nữa sẽ có thể giải quyết vấn đề nước bẩn. Liêu bác sinh nghe thấy tin tức này không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có chút đắc ý liếc Trương Dương nói, chủ nhiệm Trương, cậu thấy chưa, tôi đâu có lừa cậu, từ lúc nước bẩn bị dò, chúng tôi đã đầu nhập tất cả lực lượng kỹ thuật có khả năng đi giải quyết, chuyện này sắp được giải quyết xong rồi. Thế này đi, tôi và cậu cùng tới hiện trường sửa chữa xem. Trương Dương nghe nói ông xả nước bẩn đã được hàn xong, hỏa khí trong lòng tất nhiên là đỡ đi nhiều, Hắn gật đầu nói, đi thì đi, để các phóng viên cùng đi đi. Liêu Bác Sinh do dự một chút rồi lập tức gật đầu, chỉ cần ông xã bị dò được hàn xong, chuyện xấu sẽ thành chuyện tốt, trọng điểm tuyên truyền tin tức có thể từ vạch trần ô nhiễm biến thành ca tụng bọn họ sửa chữa kịp thời, tin tức đều là do con người viết, chỉ cần bỏ chút công phu là có thể lái theo phương hướng phát triển có lợi đối với mình. Mạnh Tường nhìn Trương Dương và mấy phóng viên đó đi theo Liêu Bác Sinh tới hiện trường sửa chữa, trong lòng càng cảm thấy tức giận. Liêu bác sinh này thật là bị ổi, bảo gã đến điều tra đám phóng viên này, rồi vòng một vòng lại thành y là người tốt, thế này chẳng phải là bán đứng phía cục công an bọn họ sao. chương 672, Văn Đấu và Võ Đấu Liêu bác sinh mời Trương Dương Nhưng lên ô tô của y, sau khi lên xe, Liêu bác sinh đặc biệt gọi điện thoại cho thị trưởng thành phố Nam Thích Hạ Bá Đạt, y là cố ý ở Trương Dương gọi cú điện thoại này, mục đích chính là nhắc nhở Trương Dương, người trẻ tuổi làm việc đừng quá kiêu ngạo, Liêu Bác Sinh Y ở Đông Giang, ở Bình Hải cũng có rất nhiều quan hệ. Thị trường thành phố Nam Tích Hạ Bá Đạt tuy rằng rất chú ý tới sự kiện ô nhiễm nước, nhưng Y không hề hỏi đến, bí thư thị ủy Lý Trường Vũ đã giao chuyện này cho phó thị trưởng thường vụ Cung Kỳ Vĩ. Từ sau khi Lý Trường Vũ lên đài chủ chính, giữa Y và Cung Kỳ Vĩ đi lại càng lúc càng nhiều, Hạ Bá Đạt có một có loại cảm giác bị cô lập. Trên thực tế Hạ Bá Đạt lần này sau khi sĩ đồ gặp thất bại, ít nhiều cũng có chút nản lòng thoái chí biểu hiện trên công tác cũng không được chủ động, từ sâu trong lòng sinh ra tư tưởng tiêu cực. Trước đây khi Hạ Bá đạt công tác ở tỉnh cũng rất quen thuộc với Liêu Bác Sinh, quan hệ của hai người đã tới mức xưng huynh gọi đệ, Liêu Bác Sinh nói: "Bá đạt huynh, tôi gọi điện thoại cho anh là muốn nói với anh rằng, ống nước thải đã được hàn xong rồi, tối đa là thêm nửa tiếng nữa, chúng tôi có thể vấn đề nước bẩn, Bá đạt huynh, phiền anh chuyển cáo tin tức này cho các lãnh đạo thành phố Nam Tích." Tôi xin được trịnh trọng xin lỗi vì những gì mà sự kiện nước bẩn lần này mang đến cho Nam Tích. Nghe nói nghe nói ống nước thải đã được hàn, cũng vô cùng vui mừng, y thở phào nói, bác sinh, lần này các anh thật sự là mang tới phiền phức không nhỏ cho chúng tôi. Liêu bác sinh liên tục phân dạ, y nhìn Trương Dương một cái, hiện tại chủ nhiệm Trương của ủy ban thể dục thể thao Nam Tích các anh đang ngồi ở bên cạnh tôi, cùng tôi tới hiện trường sửa chữa. Chủ nhiệm Trương thật sự là rất lợi hại tận hết sức lực bảo vệ lợi ích của Nam Tích, tôi thật hâm mộ vì các anh có một đồng chí tốt như vậy. Hạ bá đạt là một con cáo già, lập tức nghe ra ẩn y trong lời nói của Lưu Bác Sinh, thật ra lúc trước biết Lý Trường Vũ phái Trương Dương tới Đông Giang giải quyết vấn đề ô nhiễm nước, hạ bá đạt biết Lý Trường Vũ ngại Đông Giang là tỉnh lỵ quan hệ các mặt không dễ xử lý, cho nên mới phái tên tiên phong Trương Dương này đi, nếu thuận lợi giải quyết được thì tốt. Nếu như gặp phải khó dễ, chuyện này nhất định phải làm lớn lên, không khéo đến cuối cùng phải kinh động cả lãnh đạo tỉnh. Hạ bá đạt cho rằng Lý Trường Vũ trong chuyện này xử lý rất cáo giả, y trốn tránh trách nhiệm, cũng đang bảo hộ bản thân y, có điều hạ bá đạt đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, nếu mình ở trên vị trí của Lý Trường Vũ, cũng sẽ làm như vậy. Đối với hạng mục vườn công nghiệp quốc tế Đông Giang, hạ bá đạt cũng biết rất rõ, lúc trước vì xây dựng vườn công nghiệp quốc tế Đông Giang, Lương Thiên Chính không ít lần tới chỗ cố doãn chi, vườn công nghiệp Đông Giang là một trang huy hoàng nhất trên lịch sử chấp chính của Lương Thiên Chính ở Đông Giang. Sự kiện ô nhiễm lần này ở ngoài mặt thì chỉ là vườn công nghiệp phát sinh một sự kiện ngẫu nhiên, nhưng thông qua chuyện này rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích chính trị của rất nhiều người, người đứng mũi chịu xào tất nhiên là bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính. Hạ bá đạt nhìn thấy rất rõ, Liêu Bác Sinh vào lúc này gọi điện thoại cho mình là có thâm ý, y không muốn làm lớn sự kiện ô nhiễm lần này hạ bá đạt cười nói tiểu trương là một cán bộ trẻ tuổi rất có năng lực chủ nhiệm liêu hy vọng hai người có thể hiệp đồng công tác giải quyết sự kiện ô nhiễm lần này một cách viên mãn liêu bác sinh nói thị trường hạ hy vọng sự kiện ngẫu nhiên xảy ra lần này sẽ không ảnh hưởng đến tình nghĩa huynh đệ giữa hai thành thị chúng ta hạ bá đạt nói không đâu liêu bác sinh gác điện thoại cười cười giải thích với trương dương tôi và thị trường hạ của các cậu là lão bằng hiếu trương đại quan nhân ra cười thịt không cười hắc hắc một tiếng thằng ôn này đương nhiên có thể nhìn ra liêu bác sinh muốn thông qua hạ bá đạt để tạo áp lực cho mình hắn không trả lời ánh mắt hướng ra bên ngoài ô tô rất nhanh liền hiện trường sửa chữa vừa xuống xe liền nghe thấy tiếng hoan hô của các công nhân ống nước bẩn bị vỡ đã được hàn lại liêu bác sinh đi tới cạnh các công nhân bắt tay chúc mừng người phụ trách của bọn họ trương dương lạnh lùng nhìn thằng cha này biểu diễn ở hiện trường Nghĩ thầm đám người này sao chẳng biết xấu hổ như vậy được nhỉ? Rõ ràng là phạm phải một sai lầm không thể nào bù đắp được, nhưng sao vẫn giống như là lập được một công lớn thế. Liêu Bác Sinh lớn tiếng nói, "Cảm ơn các vị công nhân đã vất vả công tác, chính là dưới sự lãnh đạo anh minh của Đảng ta, dưới sự hiệp đồng chiến đấu của mọi người, chúng ta mới trong thời gian ngắn tại như vậy hoàn thành công tác tu sửa ống nước, kịp thời cản nước bẩn chảy vào sông Thoan, tránh cho chất nước của sông Thoan tiến thêm một bước bị ô nhiễm." bảo hộ sinh thái sông Thoan, bảo hộ an toàn nước dùng của thành thị huynh đệ ở Hạ Du, các anh là anh hùng chân chính, các anh là dũng sĩ chân chính. Hiện trường vang lên một tràng tiếng vỗ tay. Trương đại quan nhân nghe thấy bài phát biểu của Lưu Bác Sinh ở hiện trường thiếu chút nữa thì nôn ra, con mẹ nó, đây con mẹ nó là người sao? Còn có sĩ diện không? Tránh nặng tìm nhẹ, không biết kiểm điểm sai lầm của mình, coi hành động bổ cứu thành hội biểu trương. Liêu bác sinh còn muốn nói thêm gì nữa thì cục trưởng cục bảo vệ môi trường khu khai phá lỗ trung chỉ vội vàng đi tới, ghé vào tai y nói khẽ chủ nhiệm Liêu, tình huống hình như không đúng lắm, chỗ vỡ của ống thải chắc không chỉ có một. Liêu bác sinh nghe thấy câu này, lập tức biến sắc, lúc này y không cười nổi nữa rồi, nhìn nhìn về phía Trương Dương, Trương Dương cũng nghe thấy câu nói đó của lỗ trung trì, nghĩ thầm, khen ngợi, khen ngợi cái con mẹ mày. Làm cả nửa ngày đều là không công, vấn đề dò gì nước bẩn vẫn chưa được giải quyết. Lỗ Trung chỉ đứng đó chờ ý kiến của Liêu Bác Sinh, Liêu Bác Sinh nói, loại chuyện này còn phải xin chỉ thị của tôi ư. Mau tổ chức nhân viên kỹ thuật tìm kiếm những chỗ rò khác, mau chóng sửa chữa ống dẫn. Lỗ Trung chỉ xoay người đi, Liêu Bác Sinh gọi gã lại, thấp giọng dặn dò, tiến hành lặng lẽ, đừng cho đám người từ Nam Tích tới biết. Sau khi Liêu Bác Sinh an bài xong chuyện này liền đi tới bên cạnh Trương Dương, chủ nhiệm Trương, tình huống đã được khống chế rồi, tôi thấy các cậu hay là về nghỉ ngơi đi. Trương Dương trong lòng bốc lửa rồi, mày con mẹ nó lửa ai giấy? Bố mày đây có thính lực như thế nào chứ, đừng tưởng tao đứng xa như vậy là tao không nghe thấy gì. Trương Dương cũng không vạch trần, lạnh lùng nói, nếu ống dẫn đã được sửa xong rồi thì chúng ta ra bờ sông xem xem có nước bẩn tiếp tục được thải ra nữa không. Liêu bác sinh nói, hiện tại đi cũng không nhìn thấy gì đâu trong ống thải toàn là nước bẩn còn sót lại, muốn làm sạch toàn bộ thì chắc cần phải 3 tiếng nữa. Y nói cũng có chút đạo lý, có điều Trương Dương đã nghe rõ cuộc đối thoại giữa y và Lỗ Trung Trì, há có thể để y lừa. Trương Dương nói: "Chủ nhiệm Liêu, ông là đảng viên phải không?" Liêu bác sinh bị câu hỏi đột ngột của hắn khiến cho ngớ ra, y có chút ngạc nhiên nhìn Trương Dương, hỏi: "Đúng vậy, lão đảng viên." Đảng viên đều chú ý thực sự cầu thị, sao tôi ở trên người ông không thấy được điều này? Liêu bác sinh trợn mắt lên, Thằng cha này vẫn giả ngu, chủ nhiệm Trương, tôi không rõ cậu có ý gì." Trương Dương nói, "Không có ý gì cả. Tôi đại biểu thị chính phủ, thị ủy Nam Thích tới đây tìm hiểu sự kiện ô nhiễm, tôi có lý do được biết tình hình thực tế." Liêu Bác Sinh nói, "Chủ nhiệm Trương, tình hình thực tế cậu cũng nhìn thấy rồi mà, sau khi sự kiện ô nhiễm nước phát sinh, khu khai phá chúng tôi từ trên xuống dưới tất cả đều gắng sức giải quyết chuyện này, cố gắng để giảm thiểu tổn thất xuống thấp nhất." Công nhân của chúng tôi từ sáng sớm đến bây giờ đã công tác đúng 10 tiếng trong gió lạnh, có một số người thậm chí còn chưa được hột cơm nào vào bụng, chưa được uống giọt nước nào, cậu cho rằng chúng tôi thích làm loại chuyện này sao?" Trương Dương tức giận nói, "Các vị quả thực đã áp dụng biện pháp bổ cứu, nhưng hiệu quả đâu? Cái tôi nhìn thấy vẫn là nước bẩn vẫn đang không ngừng chảy vào sông Thoan, ô nhiễm càng lúc càng nghiêm trọng, tạo thành phá hoại đối với hoàn cảnh càng lúc càng lớn, ông không cảm thấy đây là một loại phạm tội sao?" Liêu Bác Sinh nói: "Nam Tích là người bị hại, chúng tôi quả thực nên chịu trách nhiệm về chuyện này, nhưng vào những lúc như thế này, điều chúng ta nên làm là đồng lòng hợp lực ứng đối với sự kiện ô nhiễm chứ không phải là chỉ trích lẫn nhau, không phải là nghĩ hết biện pháp để biến chuyện trở nên càng thêm ác liệt, phát tán những thứ bất lợi cho hình tượng của chính phủ ra ngoài xã hội." Liêu Bác Sinh quả nhiên rất không đơn giản, trong mấy câu nói đã biến bất lợi thành có lợi, giống như y phải chịu ủy khuất rất lớn. Y và các công nhân ở hiện trường đều phải chịu ủy khuất rất lớn. Trương Dương nói, các ông làm gì? Đừng cho rằng tôi không nghe thấy những lời vừa rồi của ông, ống thải vẫn còn có điểm bị rò, các ông sửa xong điểm này thì vẫn còn có những điểm khác, vấn đề nước bẩn chảy vào sông Thoan căn bản không được giải quyết, ông kéo dài cái gì? Đừng nói với tôi là ông không biết mình nên làm gì. Nhiều xí nghiệp như vậy của vườn công nghiệp quốc tế sau khi phát sinh ô nhiễm vẫn tiếp tục sản xuất, đây mới là căn nguyên sinh ra nước bẩn ông phải lập tức hạ lệnh, bắt tất cả xí nghiệp đình công vô điều kiện. Liêu bác sinh lúc này mới biết những lời vừa rồi của mình và lỗ trung chỉ tất cả đều bị Trương Dương nghe thấy, trong nhất thời có chút thẹn quá hóa giận, y lớn tiếng nói, đúng là vẫn còn điểm dò, nhưng các công nhân của chúng tôi đang không ngại khó ngại khổ kiểm tra, đang chuẩn bị tu sửa, cậu còn muốn gì nữa? Trương Dương nói, đừng có làm trò với tôi, chỉ bằng vào các người, nếu có thể sửa được thì còn phải đợi tới hiện tại à? bảo bọn họ sửa tiếp chỉ sợ là ống nước thải sửa xong thì sông Thoan cũng thành cống nước thối rồi. Trương đại quan nhân máu nóng sộc lên đầu, nào còn để ý tới cảm thụ của người khác. Liêu bác xinh vẻ mặt giận dữ nói, chủ nhiệm trương, anh có thể không tín nhiệm tôi, anh có thể vũ nhục ban lãnh đạo khu khai phá chúng tôi, nhưng anh không thể vũ nhục các công nhân của chúng tôi, anh nhìn bọn họ đi, hiện tại có ai mà không thân thể mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì chiến đấu, bọn họ là vì cái gì? Chẳng phải là vì muốn chặn chỗ giò, đảm bảo nguồn nước của thành thị huynh đệ không bị ô nhiễm ư, sự vất vả của bọn họ anh không thể không thấy. Trương Dương chào phúng nói, nhiều người tới như vậy, gióng chống khua chiêng làm cái gì sửa chữa, cuối cùng một việc cũng chẳng xong, hiệu suất làm việc của Đông Giang các vị thật sự là khiến cho người ta bội phục. Ở hiện trường sửa chữa, công nhân vẫn chưa đi xa, đều vây quanh nghe chủ nhiệm hội quản ủy khu khai phá Liêu Bác Sinh và Trương Dương cãi nhau, ai cũng biết Liêu Bác Sinh, y là lãnh đạo cao nhất của khu khai phá, còn người nhận ra Trương Dương thì chẳng có ai, nhất là những công nhân này, căn bản không ai biết thằng nhóc bố láo này là ai. Nghe thấy Trương Dương châm chọc khiêu khích, miệt thị bọn họ như vậy, mà Liêu Bác Sinh vì bảo vệ vinh dự của bọn họ mà ra sức nói lý với Trương Dương, đám người này tất cả đều bị cảm động. Sự âm hiểm của Liêu Bác Sinh là ở đây, tài ăn nói của y rất khá, ở Đông Giang cũng giỏi diễn thuyết, giỏi kích động, những lời nói vừa rồi là y cố ý nói như vậy y là đang cố ý khơi mào sự phản cảm của công nhân đối với Trương Dương, mục đích của y rất nhanh liền đạt được. Mấy công nhân trẻ tuổi trong đám người đã không nhịn được, mở miệng mắng, mày con mẹ nó là ai vậy? Cho rằng mình là khỏa thông, tới Đông Giang chúng ta dương oai à? Không biết ai hô một tiếng, tẩn hắn. Sự chú ý của Trương Đại Quan Nhân vừa rồi đúng là không tập trung lên người đám công nhân này, lửa giận của hắn là nhằm vào Liêu Bác Sinh, căn bản không lưu ý đến Liêu Bác Sinh trong bất trí bất giác đã dẫn phát mâu thuẫn giữa hắn và công nhân. Khi Trương Dương ý thức được điểm này thì đã chậm rồi, mấy chục công nhân đã xông lên vây hắn vào giữa. Còn con cáo giả Liêu Bác Sinh đã lui sang một bên, lúc này vai mà y diễn đã thành người bàng quang, y tận tình khuyên bảo các công nhân phải bình tĩnh, xung đột không giải quyết được vấn đề, nhất định phải bình tĩnh. Ai còn bình tĩnh cho nổi, một thằng ôn con đã đấm về phía Trương Dương, những lời vừa rồi của Trương Dương thật sự là xuất phát từ vô tình, nhưng dù là vô tình làm thương hại tới người khác thì cũng vẫn là làm thương hại. Những công nhân này khổ cực làm cả một ngày, nghe thấy thành tích lao động của bọn họ bị người ta gạt đi, hơn nữa thằng ôn này còn là một thanh niên tới từ Nam Tích, không đánh mày thì đánh ai? Có câu luật không xử được đông, huống chi sau lưng còn có chủ nhiệm khu khai phá. Trương Dương giơ tay lên đỡ lấy một quyền đó, lớn tiếng nói, bình tĩnh một chút. Công nhân ở hiện trường có gần 200 người, tình tự một khi đã bị kích động thì anh bắt bọn họ bình tĩnh lại đâu có dễ dàng như vậy. Trương Dương đương nhiên là không sợ đám người này, bằng vào võ công của hắn, đừng nói là 200 người ở trước mặt, cho dù là 2000 người, hắn cũng vẫn có thể nguyên vẹn mà lui. Nhưng mấy phóng viên của Nhật báo Đông Nam thì không có bản sự như hắn, đã không có bản sự như hắn xong đám phóng viên đều có một tật xấu, nhìn thấy quần chúng sôi sục, đồng chí Lưu Hi Văn cảm thấy tin tức nóng lại tới rồi vội vàng lấy mấy ảnh ra. Không đợi gã chụp thì máy ảnh đã bị một công nhân giật lấy, một cước dẫm lên, đạp vỡ máy ảnh, Lưu Hy Văn hét lớn, anh làm gì vậy? Chưa nói xong thì mắt đã trúng một quyền, trời đất quay cuồng ngồi bệt xuống đất. Trương Dương nghe thấy Lưu Hy Văn hét thảm, nhất thời biết chuyện hôm nay không ổn, kinh nghiệm chính trị của hắn so với con cáo giả Lưu Bác Sinh thì vẫn còn là quá nông cạn, lâm vào trong biển chiến tranh nhân dân rồi. Loại hỗn chiến này chỉ cần bắt đầu, sẽ không dễ dàng kết thúc, các công nhân đã sớm đầy một bụng tức tìm được mục tiêu phát tiết, tất cả đều khởi xướng công kích hướng về phía Trương Dương. Chủ nhiệm hội quản ủy khu khai phá Liêu Bác sinh cười lạnh, nghĩ thầm với chút đạo hạnh còn con của mày mà cũng muốn đấu với tao à, còn non và xanh lắm. Cái cười lạnh của Liêu Bác sinh bị Trương Dương nhìn, Trương Dương thật sự là tức đến cực điểm, Liêu Bác sinh là lão lưu manh trên chính trị, chơi thủ đoạn chính trị đã tới mức lô hỏa thuần thanh, thủ pháp kích động quần chúng đánh mình quá cao mình, Trương Dương không thể không thừa nhận mình trên quỷ kế thì còn kém y nhiều lắm. Đối với loại người này Trương Đại Quan Nhân chỉ có một phương pháp, đấu văn không được thì chúng ta đấu võ. Trương Dương nhấc chân đá bay một công nhân đang lao về phía mình, đừng đánh nữa. Tôi bảo anh đừng đánh nữa cơ mà. Khi nói cậu này, quyền cước cũng không nhàn rỗi, liên tiếp đánh ngã ba công nhân cản đường hắn. Đám công nhân công kích Trương Dương cũng là bởi vì nhất thời không phục, nhưng sau khi thật sự giao thủ, phát hiện vũ lực của thằng ôn này cường đại đến mức biến thái mấy thanh niên trai tráng căn bản chưa tới gần đã bị hắn đánh ngã tuy rằng mọi người đều tức giận nhưng không ai thật sự muốn dồn trương dương vào chỗ chết nội bộ nhân dân mâu thuẫn ba quyền hai cước phát tiết một chút cho hắn một bài học là được rồi nhưng khi thực sự đánh nhau mới phát hiện đừng nói là giáo huấn người ta ngay cả chéo áo của người ta cũng không tóm được khí thế cùng chung mối thủ của các công nhân rất nhanh liền trùng xuống khí thế không còn lòng người cũng tan Lúc ban đầu còn có người dám cản Trương Dương, nhưng khi nhìn thấy thằng ôn này như mãnh hổ xuống núi, đi đến đâu là người ngã tơi bởi đến đó, phóng mắt nhìn 200 công nhân mà không ngờ không có ai chịu nổi một đòn của hắn, chẳng còn ai dám xông lên nữa, người nào người nấy lui ra sau. Phía mạnh tường của phân cục khu khai phá sợ to chuyện, ngay từ đầu đã triển khai hành động ngăn cản, nhưng nhân số của bọn họ không thể bằng được công nhân, hiệu quả mang lại rất mỏng manh, mạnh tường tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Gã đương nhiên hiểu rõ trận xung đột hôm nay là chủ nhiệm hội quản ủy khu khai phá Liêu Bác Sinh dẫn tới, đang cảm thán gừng càng già càng cay thì nhìn thấy Trương Đại Quan Nhân dùng khí thế vạn người không ai địch lại giết ra khỏi vòng vây, lao thẳng tới chỗ chủ nhiệm khu khai phá Liêu Bác Sinh. Liêu Bác Sinh đối với vũ lực của Trương Dương vẫn còn thiếu hiểu biết cần thiết, y vốn cho rằng âm mưu đã thực hiện được rồi, vui mừng nhìn đám công nhân đang phẫn nộ tẩn cho thằng Ôn Kiêu Ngạo này một trận, đợi lát nữa mình ra xin lỗi hắn bắt một hai công nhân dẫn đầu đánh người ra xử lý, để Trương Dương chịu thiệt mà không nói được gì. Tính toán của Liêu Bác Sinh rất hay, y cho rằng bằng vào tu vi chính trị già dặn của mình, đối phó với loại nghé non trẻ tuổi khí thịnh trên quan trường này là rất dễ dàng. Lúc ban đầu thấy Trương Dương dũng mãnh không ai cản nổi, Liêu Bác Sinh còn chỉ ngạc nhiên tán thưởng, nhưng khi y phát hiện Trương Dương đang lao thẳng tới chỗ mình, đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm bức gần. Trương Dương rõ ràng là bị y chọc giận rồi, một người vũ dũng như vậy, hơn nữa còn đang nổi nóng, chuyện gì cũng đều làm được. Liêu Bác Sinh là người thích chơi tâm kế, y coi đấu đá bằng mưu là một loại giải trí, một loại hưởng thụ, y không thích bạo lực, cho rằng động tới võ lực là chuyện của bọn thô lỗ, người không có bản lĩnh mới động thủ, người cao minh chân chính là phải động não, nhưng hôm nay y phát hiện suy nghĩ của mình không chính xác. Trương Dương có vũ lực gần như là biến thái, từ trong vòng vây của hơn 200 công nhân xung phong liều chết ra ngoài, Quả thực mà nói, lúc ban đầu là sung phong liều chết thật, nhưng về sau đều là công nhân chủ động tách ra nhường đường. Vì thế Liêu Bác Sinh không thể không trực diện với Trương Dương, nhìn thấy Trương Dương lao tới trước mặt mình, Liêu Bác Sinh còn không quên hét lên, đừng đánh, bảo hộ chủ nhiệm Trương. Âm cuối cùng không khỏi có chút run run, bởi vì y cảm thấy sát khí phô thiên cái địa đang ép về phía mình, sát khí cường đại đến từ trên người Trương Dương. Liêu Bác Sinh hoảng quá, đầu óc y vận chuyển cực kỳ nhanh, thế là vị chủ nhiệm khu khai phá xưa nay dùng sự già dặn để nổi danh làm ra một động tác khiến ai nấy đều cứng lưỡi, y không ngờ dũng cảm lao về phía Trương Dương. Ở Trương đại quan nhân, tất cả đều nhìn thấy Trương đại quan nhân giơ bàn tay to như cái quạt của hắn lên, hung hăng tát cho Liêu Bác Sinh một cái. Hiện trường đột nhiên trở nên yên tĩnh, yên tĩnh tới mức ngay cả một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, Liêu Bác Sinh là ai chứ? Thư ký trưởng chính phủ thành phố Đông Giang chủ nhiệm hội quản ủy khu khai phá Đông Giang, rất được bí thư thị ủy Lương Thiên Chính coi trọng, là chiến hữu thân mật của Lương Thiên Chính. Trương Dương Anh là một cán bộ cấp ban nho nhỏ mà ở trước mặt nhiều người như vậy tắt y. Đây không chỉ là tát vào mặt Liêu Bác Sinh mà chẳng khác nào tất cả khu khai phá, cả thành phố Đông Giang. Phân cục trưởng khu khai phá Mạnh Tường cũng không ngờ Trương Dương lại lớn gan như vậy, nhìn thấy hắn đánh chủ nhiệm hội quản ủy khu khai phá, liền lớn tiếng hét bảo vệ chủ nhiệm Liêu mặt liêu bác sinh sưng phồng lên, vốn y cũng không nghĩ rằng Trương Dương dám động thủ với mình, nhưng khi Trương Dương vào tới trước mặt mình, y đột nhiên ý thức được, thằng ôn này là muốn gây bất lợi đối với mình, y sông lên không phải bởi vì hắn y không sợ, mà lại y biết mình không tránh được, nếu không tránh được thì chẳng thà biểu hiện dũng cảm một chút, ta là đảng viên, đảng viên thì sợ ai chứ? Liêu bác sinh nếu có thể đoán trước được Trương Dương sẽ dùng một cái bạt tai đầy tính vũ nhục để công kích mình, y bất kể là như thế nào cũng sẽ không lao lên, quay người lại thì sao chứ? Sơ mông ra cho người ta suốt mấy cái còn dễ coi hơn là bị người ta tát nhiều. Liêu bác sinh bị một cái tát của Trương Dương đánh cho ngây ra, với sự cáo giả của y, y cũng không biết nên đối mặt như thế nào, mất mặt, hôm nay mất mặt quá. Trương Dương sau khi đánh Liêu bác sinh một bà tai, trong lòng đã bất giận đi nhiều, nhưng hắn cũng bắt đầu hối hận rồi, đấu trí không lại người ta, bất đắc dĩ mới phải dùng vũ lực, Đánh xong thì rất là thống khoái, nhưng ảnh hưởng về sau khẳng định là rất phiền phức, một loạt hành động vừa rồi của Liêu Bác Sinh đã chọc giận mình, mình cuối cùng vẫn không nén được, động thủ với y, vốn là Trương Dương chiếm hết lý, nhưng một cái tát này sau khi đánh ra, tính chất của sự việc đã thay đổi. Mạnh Tường cũng không biết nên xử lý chuyện này như thế nào, ở trước mặt mọi người đánh lãnh đạo, chuyện này khá phiền toái, có điều không tạo thành tội thương hại, vẫn chưa đến lượt cục của gã quản chuyện này nên do ủy ban kỷ luật phụ trách, mạnh tường chỉ dẫn người đi tới bảo vệ Liêu Bác Sinh, gã không dám để cho người vây Trương Dương, vũ lực của thằng ôn này mọi người đều nhìn thấy không phải, người thường có thể vây được. Liêu Bác Sinh sau khi trúng một cái tát này, tức giận đến nỗi nửa ngày vẫn chưa nói được gì, chức quan của y lớn hơn Trương Dương, tuổi cũng lớn hơn hắn. Nhưng trong đầu thằng ôn này căn bản không có khái niệm tôn ti, không ngờ ở trước mặt mọi người đánh mình một cái tát, liêu bác sinh tay run run thỏ vào túi, động tác này rất giống động tác rút súng của cảnh sát Hong Kong khi bắt cướp, nhưng chủ nhiệm Liêu không có súng, nếu thật sự là cho y một cây súng, không khéo lúc này y thực sự rút ra bắn chết Trương Dương rồi. Di động đổ chuông, Liêu bác sinh giật bắn mình, cho nên những người khác đều rất bực bội nhìn vào bàn tay đang run run của chủ nhiệm, không biết y sẽ làm ra phản ứng như thế nào. Liêu bác sinh rút điện thoại di động ra, nhìn nhìn số điện thoại, là bí thư thị ủy Lương Thiên Chính gọi, y cắn chặt môi, xoay người đi sang một bên. Trương Dương cũng không tiếp tục truy sát, đối phó với Liêu bắc Sinh, một cái tát là đủ rồi. Mạnh Tường không biết nên nói gì, nhìn Trương Dương rồi thở dài nói, chủ nhiệm Trương, anh phải khống chế tình tự của mình. Trương Dương không nói gì, xoay người nhìn ra sau, Lưu Hy Văn và đám phóng viên đồng hành mặt mũi bầm dập từ dưới đất bò dậy, mắt Lưu Hy Văn cũng rách, hai cái máy chụp ảnh trên người hai người đều trong lúc hỗn loạn bị người ta ném vỡ. Trong cuộc tranh đấu này, song phương đều không chiếm được tiện nghi, đều có tổn thất. Khi Liêu Bác sinh tiếp điện thoại, trong đầu vẫn còn hỗn loạn, y gọi một tiếng bí thư lương rồi không nói gì nữa. Lương Thiên Chính vẫn chưa biết Liêu Bác sinh bị đánh, nhưng chuyện ống thải còn có những điểm dò khác thì y đã biết rồi. Ngữ khí của Lương Thiên Chính rất trầm thấp, nghe ra được là tâm tình của y rất không tốt. Tỉnh trường Tống Hoài Minh đã hạ tối hậu thư với y, bắt họ trước 5 giờ phải giải quyết vấn đề ống thải, nếu không giải quyết được thì các xí nghiệp trong vườn công nghiệp quốc tế phải ngừng sản xuất vô điều kiện. Lương Thiên Chính vốn cho rằng tìm được điểm dò rồi, tình huống được báo về từ hiện trường khiến y rất lạc quan. Nhưng không ngờ tới sau cùng lại vẫn có sự cố, hiện tại cách 5 giờ chỉ còn không tới một tiếng, muốn trong thời gian ngắn tại như vậy tìm được các điểm dò khác, sau đó sửa chữa là chuyện không thể. Lương Thiên Chính nói khẽ bác sinh, thông chi cho các xí nghiệp trong vườn công nghiệp quốc tế, trước 5 giờ phải dừng thải nước bẩn điều này chẳng khác nào tuyên bố vườn công nghiệp quốc tế phải lập tức ngừng sản xuất liêu bác sinh tuy rằng đã trúng một cái tát nhưng lúc này trên cơ bản đã điều chỉnh lại chuyện bị đánh để sau hãng nói chuyện trên công tác phải giải quyết trước liêu bác sinh nói bí thư lương nếu tất cả xí nghiệp trong vườn công nghiệp quốc tế đều phải ngừng sản xuất tổn thất khó có thể ước đoán được lương thiên chính nói tổn thất kinh tế có thể vãn hồi nhưng có một số tổn thất một khi đã tạo thành thì vĩnh viễn cũng vô pháp vãn hồi những lời này của y nói không rõ ràng, nhưng Liêu Bác Sinh từ trong đó đã lĩnh hội được ý tứ của Lương Thiên Chính, tổn thất không thể vãn hồi này không chỉ là sự phá hoại đối với hoàn cảnh mà còn cả trên chính trị nữa. Lương Thiên Chính khẳng định đã cảm nhận được áp lực cực lớn, nếu bởi vì sự kiện này mà trên chính trị bị ở vào tình thế bị động, như vậy đối với những người như họ mà nói là được không bằng mất. Liêu Bác Sinh buồn bã nói, Bí Thư Lương, tôi lập tức sẽ đi thông chi, đợi sau khi đường ống thải được sửa xong triệt để mới khôi phục sản xuất bình thường của khu vườn công nghiệp quốc tế. Lương Thiên Chính ừ một tiếng, y gác máy, mệt mỏi tựa vào ghế, sự kiện nước bẩn của vườn công nghiệp quốc tế khiến y trở nên cảnh giác, đối với cá nhân y mà nói, đang phải đối diện với một giai đoạn quan trọng nhất trong sĩ đồ, căn cứ vào tình huống trước mắt. Phó tỉnh trưởng thường vụ triệu quý đình bởi vì có liên quan tới sự kiện của Âu Dương như hạ mà rất có khả năng phải thoái vị. Lương Thiên Chính là nhân tuyển đương nhiên trên vị trí này. Trong nội bộ tỉnh Bình Hải, Tống Hoài Minh cũng một mực ủng hộ y, quan hệ của Lương Thiên Chính và Phó thủ tướng Quốc vụ viện Văn Quốc Quyền trước giờ rất thân mật, trong cuộc nói chuyện của hai người, Văn Quốc Quyền cũng để lộ một số tin tức về phương diện này. Có điều người mà Lương Thiên Chính lo lắng nhất chính là Bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, sau khi tới Kiều Trấn Lương sau khi tới, trong chính đàn Bình Hải càng lúc càng biểu hiện ra sự cường thế của y, gần đây chính đàn Bình Hải thay đổi thường xuyên Kiều Trấn Lương đang lợi dụng cơ hội cơn bão chính trị Nam Thích để bắt đầu bày binh giàn trận. Sau đại hội đảng, ban lãnh đạo mới của Bình Hải sẽ hình thành, căn cứ vào tình thế trước mắt, ban đề của Kiều Trấn Lương không nghi ngờ gì nữa sẽ nằm ưu thế áp đảo trên ghế thường ủy. Tống Hoài Minh ở trước sự cường thế của Kiều Trấn Lương tựa hồ cũng không có quá nhiều sức hoàn thủ, một điểm rõ ràng nhất chính là Lưu Diễm Hồng, lão đồng học, hồng nhan chi Kỳ của y, một người mà Tống Hoài Minh cực kỳ coi trọng cũng bị lưu chiêu của ban chống tham nhũng đảng của Trung Kỳ ủy thay thế, không nắm được ghế bí thư ủy ban kỷ luật thì như vậy bên trong thường ủy càng không thể có vị trí của cô ta. Điều này khiến liên minh giữa mình và Tống Hoài Minh càng trở nên đáng quý hơn, khi sự kiện ô nhiễm xảy ra, Lương Thiên Chính trước tiên nghĩ tới lợi ích của Đông Giang, y cho rằng mình và Tống Hoài Minh khác nhau ở chỗ, Tống Hoài Minh nhìn vấn đề từ góc độ của tỉnh Bình Hải, còn mình thì nghiêng về Đông Giang, Y không muốn Đông Giang phải chịu tổn thất lớn trên kinh tế, vườn công nghiệp quốc tế là một tay lương thiên chính xây dựng lên, ở trong lòng y nó đóng góp một vị trí rất quan trọng, y coi nó như con trai của mình. Cho nên sau khi xảy ra chuyện, điều đầu tiên mà y nghĩ đến là làm thế nào để bảo vệ nó. Khi chuyện biến thành càng lúc càng nghiêm trọng, Lương Thiên Chính bắt đầu cân nhắc chuyện này rất có thể sẽ gây ra ảnh hưởng chính trị cho mình, nếu y vẫn không áp dụng biện pháp quyết đoán, chỉ sợ sự kiện ô nhiễm này sẽ càng lúc càng lớn tạo thành ảnh hưởng rất bất lợi cho sinh nhai chính trị của y. Chính là dự kiến sẽ có khả năng dẫn tới nguy cơ chính trị cho nên Lương Thiên Chính mới nhịn đau đưa ra quyết định bắt xí nghiệp trong vườn công nghiệp quốc tế tạm thời ngừng sản xuất. Nhưng cơn bão chính trị này lại chỉ vừa bắt đầu. chương 673, không thể kiêm cả hai. Bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương vào lúc này trở về Đông Giang, hơn nữa vừa về tới Đông Giang y liền nghe nói tới chuyện sông Thoan bị ô nhiễm, chuyện lớn như vậy cũng không thể nào qua được mắt Kiều Trấn Lương. Trên đường về y đã bảo thư ký trưởng tỉnh Diêm Quốc Đào thông chi cho các thường ủy dự họp hội nghị khẩn cấp. Khi hội nghị bắt đầu đã là 5 giờ 10 phút tối, các thường ủy tỉnh Bình Hải tất cả đều chờ đợi trong phòng họp. Kiều Trấn Lương bước vào trong phòng họp, Kiều Trấn Lương đã thay vẻ mặt tươi cười thường ngày bằng một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, y đi tới vị trí của mình rồi ngồi xuống, cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm rồi nói, hơi khát, may mà có nước uống tất cả thường ủy đều nghe ra ẩn ý trong đây. Tim lương thiên chính không khỏi dập mạnh hơn, y biết cuộc họp thường ủy khẩn cấp hôm nay là nhằm vào mình mà có. Kiều Trấn Lương nói, chúng ta khát thì có nước uống, nhưng một địa phương của Bình Hải đang lâm vào khốn cảnh không có nước để dùng. Ánh mắt của y hướng về phía lương thiên chính, sau đó dùng ngữ khí không nhanh không chậm nói, đồng chí thiên chính, tôi nghĩ anh chắc là hiểu rõ đầu đuôi chuyện này hơn bất kỳ ai, giải thích một chút đi. Lương thiên chính gật đầu, Y hắng giọng rồi nói, sáng sớm hôm nay, ổng thải của khu vườn công nghiệp quốc tế bị rò dỉ, rất nhiều nước bẩn chưa qua xử lý chảy vào sông Thoan, xuôi dòng chảy xuống, tạo thành ô nhiễm chất nước một bộ phận địa khu ở Hạ Du, trong đó bao gồm Nam Tích, bởi vì nguồn nước của nhà máy cung cấp nước uống khu Bắc Nam Tích lấy từ sông Thoan, cho nên không thể không ngừng cung cấp nước để ứng phó với sự kiện đột phát lần này. Kiều Trấn Lương mất kiên nhẫn nhíu mày nói, cái này thì tôi biết rồi, tôi muốn hỏi mấy vấn đề, thứ nhất, ống thải bị dò từ lúc nào? Từ sau khi phát sinh rò dỉ đã qua bao nhiêu thời gian rồi? Tổng cộng đã thải bao nhiêu tấn nước thải công nghiệp vào sông Thoan? Thứ hai, phía Đông Giang các vị ứng đối như thế nào? Tống Hoài Minh lẳng lặng nhìn Lương Thiên Chính, thật ra không chỉ một mình y nhìn Lương Thiên Chính, hiện tại tất cả sự chú ý của thường ủy đều tập trung trên người Lương Thiên Chính. Tống Hoài Minh đối với cách xử lý sự kiện ô nhiễm nước lần này của Lương Thiên Chính rất không hài lòng, y cho rằng chuyện này vốn không nên huyên náo như vậy. Lương Thiên Chính là bí thư thị ủy Đông Giang, nên vào lúc phát sinh ô nhiễm nước ngay lập tức cắt bỏ nguồn ô nhiễm, nhưng Lương Thiên Chính lại không làm như vậy. Tống Hoài Minh đương nhiên biết Lương Thiên Chính tính toán điều gì, mục đích mà y kéo dài đến giờ chính là để bảo đảm lợi ích của Đông Giang, chính tư tưởng hẹp hòi này mới khiến chuyện này kéo dài cho tới tận giờ, nếu không phải là mình hạ thông điệp cuối cùng cho y, chỉ sợ Lương Thiên Chính đến bây giờ vẫn không hạ lệnh bắt các xí nghiệp trong khu vườn công nghiệp quốc tế ngừng sản xuất. Lương Thiên Chính lúc này mới cảm thấy có chút may mắn, mình dù sao cũng đã vào trước khi Kiều Trấn Lương hỏi đến chuyện này cắt đứt nguồn ô nhiễm, y nói khẽ thời gian cụ thể bị dò ống nước thải đang trong quá trình điều tra, bước đầu nhận định chắc là vào dạng sáng hôm nay, về phần biện pháp ứng đối của chúng tôi, lúc ban đầu định trong khoảng thời gian ngắn sửa chữa ống xả bị dò gì, tận hết khả năng giảm thiểu tổn thất của quốc gia, nhưng về sau lại phát hiện điểm dò gì không chỉ có một chỗ, chúng tôi liền quyết định từ bỏ. Cũng tuần theo chỉ thị của lãnh đạo quyết đoán bắt tất cả xí nghiệp trong khu vườn công nghiệp quốc tế đình chỉ sản xuất. Kiều Trấn Lương nói, từ lúc rạng sáng, cũng chính là nói ống xả có thể đã dò dỉ 17 tiếng, phương pháp ứng đối của các anh kịp thời quá nhỉ. Đã phát hiện dò gì, vì sao không lập tức cắt đứt nguồn ô nhiễm? Vì sao không lập tức yêu cầu tất cả xí nghiệp của khu vườn công nghiệp quốc tế ngừng sản xuất? Lương Thiên Chính nói, Bí Thư Kiều, khu vườn công nghiệp quốc tế là trụ cột kinh tế của Đông Giang, lúc ấy dò dỉ vừa mới phát sinh, chúng tôi không nghĩ là vấn đề lại nghiêm trọng như vậy, đây là sai lầm của tôi, lúc ấy tôi mà tận hết khả năng giảm thiểu tổn thất, dưới tình huống sửa chữa không có kết quả, lúc này mới đưa ra quyết định ngừng sản xuất. Kiều Trấn Lương nói, bởi vì sự do dự của anh mà đã có hàng vạn tấn nước thải chảy vào sông Thoan, ở đây tôi cũng không muốn cường điệu tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, mỗi người các vị đều hiểu rõ, mảnh đất này là nơi chúng ta dùng để sinh tồn, chúng ta đã từ trên người nó lấy đi tài phú, vậy thì có tư cách gì mà trả đạp nó, dẫm đạp lên nó. Ánh mắt của Kiều Trấn Lương quay sang Tống Hoài Minh, Hoài Minh, anh nói vài câu đi. Tống Hoài Minh nói, Bí Thư Kiều, các vị thường ủy, đầu tiên tôi xin nhận khuyết điểm của mình, thân là tỉnh trường, tôi lại không thể ngay lập tức tìm hiểu tình huống ô nhiễm, không thể nhanh chóng đưa ra phán đoán, cho nên mới khiến cho tình huống ô nhiễm nước lần này trở nên càng thêm nghiêm trọng. Tôi có thể hiểu một số đồng chí trong số chúng ta, mỗi người xử lý mỗi chuyện đều có tính cục hạn nhất định, phương pháp ứng đối của đồng chí thiên chính cũng đúng là đã tận hết sức, hiện tại có kết quả như thế này. Mỗi người chúng ta đều không muốn nhìn thấy. Kiều Trấn Lương thầm cười lạnh một tiếng trong lòng, Tống Hoài Minh rõ ràng đang giúp Lương Thiên Chính giải vây. Tống Hoài Minh nói, chuyện nếu đã xảy ra, chúng ta không thể chỉ tiến hành phê bình và tự kiểm điểm, Chúng ta phải rút ra bài học từ chuyện này, chúng ta phải sửa chữa sai lầm, phải tránh cho chuyện tương tự lại phát sinh nữa." Bộ trưởng Tổ chức Khổng Nguyên nói, "Tôi đồng ý với những lời này của tỉnh trưởng Tống." Kiều Trấn Lương trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, y nói với Tống Hoài Minh, "Hoài Minh à, xem ra anh đã suy nghĩ thành thục, nói ra để mọi người thảo luận một chút đi." Tống Hoài Minh nói, "Cá nhân tôi cho rằng, khu vườn công nghiệp quốc tế chọn đặt ở bờ sông Thoan bản thân chính là một sai lầm." Những lời này vừa được nói ra, trong lòng Lương Thiên Chính giống như bị người ta quất cho một soi. Những lời này của Tống Hoài Minh căn bản là nhằm vào mình, phủ định vườn công nghiệp quốc tế chính là phủ định mình. Tống Hoài Minh nói, bất kỳ sự phát triển xã hội nào đều sẽ tồn tại một quá trình phát triển nhận thức, lúc mới cải cách mở cửa, không chỉ Bình Hải, ở rất nhiều địa phương trên toàn quốc đều tồn tại hiện tượng toàn lực phát triển kinh tế, nhưng phát triển cũng phải có nhận thức tỉnh táo, phát triển phải phù hợp với quy luật kinh tế, quy luật xã hội, sự phát triển thoát ly khỏi quỹ đạo này chính là phát triển mù quáng, mặc dù là trong khoảng thời gian ngắn có thể đổi lấy hiệu quả và lợi ích trên kinh tế. Nhưng từ tầm nhìn xa rộng mà nói, loại phát triển mù quáng này tất nhiên sẽ thất bại. Kiều Trấn Lương rất không có hậu đạo nhắc một câu, anh cho rằng vườn công nghiệp quốc tế là thất bại. Tống Hoài Minh nói, tôi không hề phủ định toàn bộ cống hiến của khu vườn công nghiệp quốc tế, có thể nói khu vườn công nghiệp quốc tế trong công cuộc cải cách phát triển của Đông Giang đã chiếm một vị trí khá quan trọng nhưng theo sự phát triển của thời đại tệ đoan của nó đã càng lúc càng hiện ra nhiều ở trước mắt chúng ta sự kiện ô nhiễm nước lần này chỉ là một bắt đầu tống hoài minh tạm dừng một chút rồi nói cách mạng công nghiệp hóa của châu âu chắc mọi người đều biết nhưng công nghiệp hóa đồng thời vào lúc mang lại sự phát triển cho châu âu cũng gây ra ô nhiễm nghiêm trọng châu âu sau khi trải qua phát triển mới có nhận thức sâu sắc vì nhận thức này bọn họ đã phải trả một cái giá thảm trọng chúng ta thường nói chúng ta là người khai thác cải cách người mở đường Tất cả đều là bắt đầu từ đầu, đối với chúng ta mà nói cải cách là một cuộc khiêu chiến hoàn toàn mới, thật ra tôi thủy chung không cho rằng là như vậy, lịch sử của nhân loại chính là một bộ lịch sử cải cách, coi bản thân mình là người khai thác, chính là phủ định kinh nghiệm và thành quả của người khác, có nhiều kinh nghiệm như vậy bày ra trước mắt chúng ta, chúng ta vì sao không học tập? Nếu chúng ta nghiêm túc một chút, khiêm tốn một chút, rất nhiều sai lầm sẽ không sẽ phát sinh, rất nhiều đường vòng chúng ta sẽ không đi phải sắc mặt của Lương Thiên Chính lúc này rất khó coi, có lẽ Tống Hoài Minh không phải nhằm vào cá nhân y, nhưng phủ định vườn công nghiệp quốc tế chính là phủ định chính tích của y, nước sông Thoan ô nhiễm và đúng thời khắc vi diệu, Tống Hoài Minh chỉ đầu mâu vào vườn công nghiệp quốc tế, chẳng khác nào dồn y vào một hoàn cảnh cực kỳ khó xử. Mà khiến Lương Thiên Chính bực bội hơn là, y hiện tại không thể cãi lại, một là trách nhiệm của nước bị ô nhiễm quả thực là ở phía Đông Giang bọn họ, thứ hai Tống Hoài Minh là tỉnh trường tỉnh Bình Hải, là người lãnh đạo trực tiếp của y, ở trước mặt Tống Hoài Minh y không có quá nhiều quyền lên tiếng. Tống Hoài Minh nói, khu vườn công nghiệp quốc tế cách thành phố chính quá gần, lại dựa vào sông Thoan, hoàn cảnh địa lý của nó quyết định, vườn công nghiệp không thích hợp để ngành công nghiệp nặng, xí nghiệp hóa chất gây ô nhiễm nặng vào, nhưng mà căn cứ vào công tác thống kê của chúng tôi, ở trong khu vườn công nghiệp quốc tế xí nghiệp gây ô nhiễm nhiễm nặng tổng cộng có 7 nhà, đây là một con số cực kỳ kinh người. Tôi tin phía thành phố Đông Giang cũng đã chú ý tới vấn đề này, cho nên ở khu vườn công nghiệp quốc tế đã xây dựng nhà máy xử lý nước bẩn cỡ lớn. Nhưng mà nhà máy xử lý nước bẩn cũng không đủ để thay đổi toàn bộ tình trạng của vườn công nghiệp quốc tế, ô nhiễm nước chỉ là một trong số đó, các vấn đề khác chưa lộ ra không có nghĩa là không tồn tại, ô nhiễm không khí, khói bụi, những xí nghiệp gây ô nhiễm nặng này đang hủy diệt hoàn cảnh sinh tồn của chúng ta, tôi cho rằng chúng ta nên một lần nữa cân nhắc lại việc định vị vườn công nghiệp quốc tế mượn cơ hội lần này, tiến hành đánh giá toàn phương diện đối với xí nghiệp trong vườn công nghiệp quốc tế. Đối với xí nghiệp gây ô nhiễm nặng, phải quyết đoán đóng cửa hoặc là di rời. Kiều Trấn Lương không nói gì, y cảm thấy được chuyện này sẽ dẫn tới chấn động bên trong thường ủy, vấn đề ô nhiễm nước đã tăng lên thành phải lựa chọn vì hoàn cảnh hay là xí nghiệp. Vấn đề vườn công nghiệp quốc tế tồn tại đã lâu này cũng bởi vì chuyện ô nhiễm nước mà được đề lên thành chương trình nghị sự, mà vấn đề này tất nhiên sẽ đụng chạm tới thần kinh mẫn cảm của một bộ phận người. Phó tỉnh trưởng thường vụ triệu quý đình từ sau chuyện của Âu Dương Như Hạ đã rất ít khi lên tiếng, tình nhân bị giết, con trai bị bắt, triệu quý đình đã trải qua mấy năm tăm tối nhất trong đời người. Sau khi Kiều Trấn Lương tới Bình Hải đối với y cũng tính là không tồi, nhưng trạng thái đêm mê trên chính trị của Triệu Quý Đình đã bắt đầu khiến Kiều Trấn Lương mất đi lòng tin đối với y, Triệu Quý Đình có một loại dự cảm, vị trí của mình càng lúc càng lung lay. Cho nên Triệu Quý Đình gần đây cũng tận lực có biểu hiện, trên cuộc họp thường ủy cũng thường xuyên lên tiếng hơn chuyện vườn công nghiệp quốc tế triệu quý đình cũng có quyền lên tiếng lúc trước lương thiên chính muốn làm vườn công nghiệp quốc tế chiêu thương thời kỳ đầu gặp khó khăn rất lớn vẫn là triệu quý đình đã giúp y giải quyết không ít vấn đề tuy rằng lương thiên chính là người có khả năng thay thế vị trí của mình nhất nhưng trong chuyện vườn công nghiệp quốc tế trận tuyến của triệu quý đình và y là nhất trí bởi vì lợi ích chính trị của bọn họ có chút giống nhau bọn họ đều được lợi từ vườn công nghiệp quốc tế phủ định vườn công nghiệp quốc tế chính là phủ định thành tích chính trị của bọn họ Triệu Quý Đình nói, tỉnh trưởng Tống nói rất có đạo lý, nhận thức trong phát triển, phát triển trong nhận thức, nhưng chúng ta không ai có bản sự tiên tri cả, muốn làm kinh tế, ví dụ cổ kim nội ngoại có rất nhiều, nhưng cái mà chúng ta đang xây dựng là xã hội chủ nghĩa Trung Quốc đặc sắc, cổ kim nội ngoại không có tiền lệ nào để theo cả, không có bất kỳ ai có thể cam đoan quyết sách của mình là vĩnh viễn chính xác, ánh mắt và tầm nhìn của mỗi người đều có tính thực hạn, đây là do thời đại quyết định cho nên chúng ta dùng quan điểm hiện tại để bình luận chuyện đã phát sinh trước đây là không công bình chúng ta không thể chỉ nhìn vào khuyết điểm mà xem nhẹ tác dụng thúc đẩy của bản thân quyết sách đối với kinh tế bình hải bất kỳ chuyện gì cũng có hai mặt của nó cải cách của chúng ta là một quá trình không ngừng phát triển đi lên trong quá trình này chúng ta cũng đang không ngừng hoàn thiện và thay đổi mình khiến chính sách của chúng ta càng thêm phù hợp với hiện thực càng thêm nhân tính hóa nhưng nếu không có kinh nghiệm tích lũy được trong phát triển quá khứ không ai có thể một bước lên trời đạt được nhận thức như bây giờ. Ít nhất tôi không làm được. Nếu trưng cầu ý kiến của tôi đối với vườn công nghiệp quốc tế, tôi cho rằng bản thân vườn công nghiệp quốc tế đối với tỉnh Đông Giang là công lớn hơn tội, chúng ta không thể bởi vì hiện tại xảy ra sự kiện ô nhiễm nước mà hoàn toàn phủ định tác dụng của nó. Những lời này của Triệu Quý Đình chẳng khác nào công nhiên đối kháng lại Tống Hoài Minh, Lương Thiên Chính liếc qua Triệu Quý Đình, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích, vào những lúc như thế này y sợ nhất chính là bị tường đổ người dày y vốn là người có uy hiếp lớn nhất đối với vị trí của triệu quý đình nhưng vào thời khắc mấu chốt triệu quý đình lại đứng ra nói đỡ cho y điểm này là rất đáng quý tuy rằng lương thiên chính trong lòng hiểu rõ điểm xuất phát của triệu quý đình không phải vì giúp lương thiên chính mà là giúp chính bản thân y vườn công nghiệp quốc tế không chỉ đại biểu cho lợi ích của một người tống hoài minh đứng ra phủ định vườn công nghiệp quốc tế chẳng khác nào phủ định chính tích của cả một đám người phủ định những cán bộ đã từng cố gắng vì sự phát triển và xây dựng Bình Hải như họ. Lương Thiên Chính thừa nhận vườn công nghiệp quốc tế đã mang đến sự ô nhiễm, nhưng sâu trong lòng y vẫn kiên trì cho rằng công lao của mình không thể phủ định, vườn công nghiệp quốc tế nếu như không được dựng lên, kinh tế Đông Giang sao có thể trong vài năm gần đây phát triển nhanh chóng như vậy. Tống Hoài Minh cười nhạt một tiếng, vấn đề vườn công nghiệp quốc tế vừa được nhắc tới đã gặp phải sự phản đối kịch liệt như vậy, đây cũng là điều mà y không ngờ tới. Tống Hoài Minh không có ý nhằm vào cá nhân Lương Thiên Chính hoặc là Triệu Quý Đình, y là đang luận sự, y là nhằm vào hiện trạng của Đông Giang để đàm luận vấn đề. Nhưng y trong lúc vô tình đã xúc phạm đến lợi ích chính trị của người, trong mắt Triệu Quý Đình và Lương Thiên Chính, Tống Hoài Minh hiện tại đang công khai làm khó dễ bọn họ, chính là đang phủ định sự vất vả và cố gắng của họ trong quá khứ, phủ định chính tích quang huy mà bọn họ từng giành được. Tống Hoài Minh nói, vườn công nghiệp quốc tế trong lịch sử phát triển của đông giang rốt cuộc sẽ có vị trí như thế nào tôi không muốn bình phán cũng không cần tôi phải bình phán lịch sử sẽ cho nó một đánh giá công chính nhất cái tôi muốn nói là hiện tại hiện giờ vườn công nghiệp quốc tế đã trở thành một nguồn ô nhiễm lớn nhất đông giang sự tồn tại của nó không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân đông giang cũng gây nguy hiểm cho cả địa khu hạ du sông thoan chuyện ô nhiễm nước đã được nghiệm chứng chúng ta không thể lật qua chuyện này một cách đơn giản cho dù hôm nay khống chế được nước bị ô nhiễm ngày mai thì sao ai có thể bảo đảm về sau chuyện tương tự sự không phát sinh nữa lần sau chuyện xảy ra liệu có nghiêm trọng hơn hay không người dân bình hải chúng ta không chịu nổi sự mạo hiểm lớn như vậy là người lãnh đạo của bình hải chúng ta cũng không thể để người dân phải chịu đựng trái đắng như vậy vấn đề của vườn công nghiệp quốc tế phải giải quyết nhanh một chút bất kỳ sự do dự nào cũng sẽ là vô trách nhiệm đối với nhân dân bình hải đều là vô trách nhiệm đối với mảnh đất ở dưới chân, đều là vô trách nhiệm đều là đối với con cháu đời sau của chúng ta. Lương Thiên Chính cuối cùng cũng lên tiếng, y nói khe tỉnh trưởng Tống, tôi thừa nhận, vườn công nghiệp quốc tế lần này đã mang tới thương tổn rất lớn đối với thành thị huynh đệ Nam Tích, sai lầm đã xảy ra, nhưng sửa chữa cũng cần phải có thời gian, chúng tôi lúc trước khi thành lập vườn công nghiệp quốc tế, quy hoạch ban đầu là 50 năm, khi chiêu thương cũng đã ký hợp đồng như vậy với xí nghiệp đầu tư bên ngoài, nếu chúng tôi vi phạm hợp đồng, chúng tôi sẽ phải trả một cái giá khá đắt." Tống Hoài Minh nói, lợi ích lâu dài tuy rằng không bằng lợi ích trước mắt, nhưng nhìn từ góc độ phát triển, lợi ích trước mắt vĩnh viễn không thể đánh đồng với lợi ích lâu dài, khi hai cái đứng cạnh nhau căn bản không cần phải lựa chọn. Mỗi một quốc gia đều có tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của mình, chúng ta không thể bởi vì nguyên nhân kinh tế mà hy sinh mảnh đất mà chúng ta đang sinh tồn, đối với xí nghiệp gây ô nhiễm nặng bọn họ không phù hợp với tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của quốc gia đóng cửa là điều tất nhiên nếu bọn họ có thể phù hợp với tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của chúng ta chúng ta hoan nghênh bọn họ tiếp tục ở bình hải nếu không bọn họ phải đi muốn đi đâu thì cứ tới đó nói tới đây tôi mới nhớ ra một vấn đề vì sao rất nhiều xí nghiệp gây ô nhiễm nặng của nước ngoài lại tìm được thổ nhưỡng để sinh tồn ở nước ta chính là bởi vì một số đồng chí nào đó của chúng ta chỉ nhìn thấy lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua sự tổn hại mà những xí nghiệp này sẽ gây ra, tôi xin đưa ra một ví dụ nhé. Ai cũng biết buôn lậu thuốc phiện là việc có lợi nhuận cao nhất trên thế giới. Nếu có tên buôn lậu ma túy nào muốn mở một nhà máy sản xuất thuốc phiện ở nước ta, các vị có đáp ứng không? Không ai trả lời vấn đề này, bởi vì không cần trả lời, không ai dám đáp ứng cả. Tống Hoài Minh nói, xí nghiệp gây ô nhiễm nặng từ bản chất mà nói thì cũng chính là những nhà xưởng sản xuất thuốc phiện chỗ khác nhau lớn nhất chính là nhà máy sản xuất ma túy sẽ biến ma túy thành thương phẩm cho vào thị trường, mà bọn họ thì miễn phí đưa chất độc vào bầu không khí của chúng ta, thổ nhưỡng của chúng ta, hà lưu của chúng ta, gây độc hại cho sức khỏe của tất cả mọi người chúng ta. Có lẽ mọi người cảm thấy những lời nói của tôi là nói quá, nhưng sự thống trị của ô nhiễm không thể thả lỏng được. Khu vườn công nghiệp quốc tế phải lập tức chỉnh đốn. Lương Thiên Chính nói, tỉnh trưởng Tống, các vị thường ủy, tôi cũng không phải là phản đối chỉnh đốn vườn công nghiệp quốc tế. Ý của tôi là, chỉnh đốn cũng cần thời gian, chúng ta phải giải quyết vấn đề này từng bước một, cố gắng vừa có thể giải quyết vấn đề bảo vệ môi trường đang làm khó chúng ta lại vừa có thể tránh được tổn thất lớn nhất trên kinh tế. Tống Hoài Minh nói, cá và tay gấu không thể kiêm được, trên thế giới này vốn không có chuyện lưỡng toàn tề mỹ. Lương Thiên Chính mấp máy môi, nhưng không nói gì nữa, thái độ muốn chỉnh đốn vườn công nghiệp quốc tế của Tống Hoài Minh là cực kỳ cường ngạnh, y tiếp tục tranh cãi cũng không có ý nghĩ gì. Kiều Trấn Lương uống một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, mắt quét một vòng rồi nói, mọi người nói đều có lý, tuy rằng quan điểm có chút bất đồng, nhưng đều là vì phát triển tương lai của Bình Hải. Y tạm dừng một chút rồi nói, lần vườn công nghiệp quốc tế Đông Giang làm ô nhiễm nước không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả tất yếu của phát triển công nghiệp mù quáng, tôi có thể nói cho các vị biết. Trước khi tôi về đã đặc biệt tới bờ sông Thoan xem, Mùi tanh hôi từ rất xa đã có thể ngửi được, tôi không muốn nói ô nhiễm nghiêm trọng như thế nào nữa, nhưng nước như vậy, lại là nguồn nước của người dân thành phố Nam Tích, người ta có thể mấy ngày không ăn cơm, nhưng một ngày cũng không thể rời khỏi nước. Khiến người dân Bình Hải không có nước dùng, chúng ta có phải quá nhẫn tâm không? Ánh mắt của Lương Thiên Chính nhìn chằm chằm vào mặt bàn, Kiều Trấn Lương vừa mở miệng y đã rõ, lần này Kiều Trấn Lương không nghi ngờ gì nữa đã có quan điểm nhất trí với Tống Hoài Minh chỉnh đốn vườn công nghiệp quốc tế đã là không thể tránh khỏi kiều trấn lương nói tôi đồng ý với quan điểm của đồng chí hoài minh phát hiện sai lầm nhất định phải lập tức sửa chữa sai lầm phát triển kinh tế tuyệt không thể lấy hy sinh hoàn cảnh ra làm cái giá cho dù là một học sinh tiểu học cũng rõ tầm quan trọng của bảo vệ hoàn cảnh mảnh đất dưới chân chúng ta chính là tài phú mà tổ tiên của chúng ta để lại cho chúng ta thân là đời sau chúng ta có tư cách gì mà phá hoại nó nếu chúng ta hôm nay phá hoại hoàn cảnh sau này chúng ta sẽ phải đối mặt với con cháu của chúng ta như thế nào. Sau khi cuộc họp thường ủy chấm dứt, Kiều Trấn Lương và Tống Hoài Minh đi cùng nhau, Kiều Trấn Lương thở dài nói, Bình Hải không biết gần đây làm sao nữa, ngay cả một khắc cũng không khiến tôi được yên. Tống Hoài Minh nói, Bí thư Kiều, những người như chúng ta chính là luôn phải lao lực, thật sự được nhàn hạ mới là không bình thường. Kiều Trấn Lương cười ha ha một tiếng, y nói khẽ, Hoài Minh à, hôm nay cách dùng từ của anh có chút cứng rắn quá vẫn phải để ý tới cảm thụ của các đồng chí một chút, khu vườn công nghiệp quốc tế đối với sự phát triển của Đông Giang, thậm chí Bình Hải vẫn có cống hiến, tuy rằng vấn đề ô nhiễm rất nghiêm trọng, chúng ta phải chỉnh đốn điểm này, nhưng vẫn cần thời gian. Tống Hoài Minh nói, bí thư Kiều không phải vừa rồi đã tỏ thái độ rõ ràng phải chỉnh đốn vườn công nghiệp quốc tế sao? Kiều Trấn Lương gật đầu nói, chỉnh đốn là phải làm rồi, tôi là nói anh phải cân nhắc tới cảm thụ của các đồng chí khác. Nói xong y bật cười, có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi, năm đó các đồng chí vì vườn công nghiệp quốc tế mà bỏ ra rất nhiều tâm huyết, hôm nay chúng ta quyết định chỉnh đốn vườn công nghiệp quốc tế, chẳng khác nào phủ định thành tích của bọn họ, trong lòng bọn họ khẳng định sẽ khó chịu. Tống Hoài Minh gật đầu, những lời này của Kiều Trấn Lương thật ra y cũng đã nghĩ tới. Kiều Trấn Lương nói, lần này xử lý nước ô nhiễm tôi cũng tìm hiểu một chút, phía Đông Giang phản ứng chậm chạp sau khi phát sinh ô nhiễm nước không quyết đoán đình chỉ sản xuất của các xí nghiệp gây ô nhiễm nặng, khiến nước bẩn vẫn không ngừng chảy vào sông Thoan, mang đến thương tổn nghiêm trọng đối với sông Thoan, lý do của Lương Thiên Chính không đầy đủ. Tống Hoài Minh trên điểm này vẫn hộ Lương Thiên Chính, y nói khẽ, điểm này tôi cũng có trách nhiệm, tôi không ý thức được ô nhiễm lại nghiêm trọng như vậy. Kiều Trấn Lương nói, là trách nhiệm của ai, nên do ai gánh vác, Hoài Minh à, sự kiện ô nhiễm nước lần này không chỉ là sự kiện ô nhiễm bình thường, sau lưng còn tồn tại vấn đề quản lý khá nghiêm trọng, hôm nay trên cuộc họp tôi chưa nói là bởi vì trước mắt tôi chưa có đủ chứng cớ. Trong lòng Tống Hoài Minh đột nhiên thất lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn Kiều Trấn Lương, vừa hay bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Kiều Trấn Lương, phía sau những lời này của Kiều Trấn Lương phía sau còn có thâm ý, chẳng lẽ y muốn lợi dụng cơ hội ô nhiễm nước lần này để giấy lên một cơn bão chính trị nữa ư? Ừ. Nghĩ đến đây, Tống Hoài Minh cũng không thể bình tĩnh được nữa. Kiều Trấn Lương trở lại văn phòng của mình chưa được bao lâu thì bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính tới cầu kiến. Màn đêm phủ xuống, Kiều Trấn Lương có chút bất đắc dĩ cười nói, anh chưa về à? Anh chưa về thì tôi cũng phải về đây. Lương Thiên Chính nhíu mày, y nói khẽ, "Bí thư Kiều, tôi tới là muốn nói vài câu với ngài, sẽ không làm mất nhiều thời gian của ngài đâu." Kiều Trấn Lương nói, "Thế này đi, chúng ta tới hiện trường vườn công nghiệp quốc tế, vừa đi vừa nói chuyện." Kiều Trấn Lương đã bảo thư ký trưởng ủy an bài hành trình, Kiều Trấn Lương là một người muốn làm thực tế, hôm nay vừa mới từ Giang Thành gấp gáp trở về, còn chưa kịp về nhà, chuẩn bị tan ca còn muốn đích thân tới vườn công nghiệp quốc tế xem tình huống hiện trường sửa ống nước. Lương Thiên Chính có chút hổ thẹn nói, mang thêm phiền phức cho bí thư Kiều rồi. Kiều Trấn Lương nói, anh không phải mang thêm phiền phức cho tôi mà là tạo thêm phiền toái cho người dân Nam Tích. Lương Thiên Chính lên xe hồng kỳ của Kiều Trấn Lương, Y đến tìm Kiều Trấn Lương là vì y rất ủy khuất, lòng y cũng không yên, Kiều Trấn Lương hôm nay trên cuộc họp thường ủy đã công khai ủng hộ quan điểm của Tống Hoài Minh, nhưng Kiều Trấn Lương nói lại không quá rõ ràng, Lương Thiên Chính cần nói chuyện tử tế với vị trưởng môn nhân này của Bình Hải. Lương Thiên Chính nói: "Bí thư Kiều, phương án chỉnh đốn vườn công nghiệp quốc tế tôi sẽ tập hợp cán bộ thành phố Đông Giang hợp mưu hợp sức, nhanh chóng đưa ra." Kiều Trấn Lương gật đầu nói: "Chuyện này không thể trì hoãn được, phải nhanh một chút." thái độ của kiều trấn lương rất ôn hòa điều này khiến cho lương thiên chính yên lòng một chút lương thiên chính đối với kiều trấn lương cũng coi như là có chút hiểu biết con người của kiều trấn lương rất khó nắm bắt bề ngoài tươi cười của y rất dễ mê hoặc người khác tác phong chính trị của y thì lại cực kỳ cứng rắn hôm nay trên cuộc họp thường ủy kiều trấn lương tuy rằng nói không nhiều nhưng y rõ ràng đã nắm được mấu chốt của sự kiện ô nhiễm nước lần này cùng với tống hoài minh đều chú ý tới vấn đề dân sinh do nước bị ô nhiễm mang đến cùng với vấn đề cải tạo khu vườn công nghiệp quốc tế. Cái mà Kiều Trấn Lương nhìn vào là vấn đề quản lý và trách nhiệm, y chú ý tới xử lý và ứng đối phát sinh sau khi nước bị ô nhiễm hơn. Lương Thiên Chính hiện tại đã có chút hối hận rồi, y nên nhanh chóng làm ra quyết đoán, khi ô nhiễm vừa mới phát sinh, nếu có thể quyết đoán hạ lệnh bắt các xí nghiệp trong vườn công nghiệp quốc tế đỉnh công, như vậy y sẽ không rơi vào tình cảnh bị động như vậy y bắt đầu lo lắng tiền đồ chính trị của mình có thể bởi vì này sự kiện ô nhiễm nước lần này mà bị ảnh hưởng hay không. Lương Thiên Chính rất không hài lòng đối với biểu hiện của Tống Hoài Minh hôm nay, y cho rằng mặc dù là mình ứng đối không thỏa đáng, nhưng Tống Hoài Minh cũng không nên trên cuộc họp thường ủy công khai đề xuất như vậy, vào thời khắc phi thường như thế này, Lương Thiên Chính rất cần sự ủng hộ, cho tới nay, y vẫn luôn kiên trì đứng trong trận tuyến của Tống Hoài Minh, nhưng vào thời điểm mình gặp khó khăn, Tống Hoài Minh không vươn tay ra giúp hắn, các làm như vậy khiến y rất lạnh lòng. Lương Thiên Chính tỏ thái độ, "Bí thư Kiều yên tâm, tôi sẽ toàn lực xử lý tốt chuyện này." Kiều Trấn Lương ừ một tiếng, y không tiếp tục nói chuyện, khép hai mắt lại nói, "Bôn ba cả một ngày rồi, thực sự có chút mệt mỏi, Thiên Chính, khi nào tới nơi thì gọi tôi một tiếng." Lương Thiên Chính ngây ra một thoáng, không ngờ Kiều Trấn Lương thật sự ngồi đó ngủ gật. Lương Thiên Chính không biết Y rốt cuộc là mệt mỏi thật hay là thông qua phương thức như vậy để biểu đạt sự bất mãn đối với mình. Trong nhất thời, Lương Thiên Chính trở nên có chút bất an. Y lại bắt đầu hối hận mình tới tìm Kiều Trấn Lương liệu có phải là hơi liều lĩnh không? Kiều Trấn Lương là mệt mỏi thật. Đoạn thời gian gần đây lượng đường máu của Y khống chế không được tốt. Hai ngày nay tới Bắc Bộ Bình Hải thị sát. Hôm nay vừa mới về lại nghe nói chuyện nước ô nhiễm, khẩn cấp mở cuộc họp thường ủy này, còn phải tới hiện trường sửa chữa của vườn công nghiệp quốc tế làm bí thư tỉnh ủy cũng không dễ dàng gì. Kiều Trấn Lương chợp mắt được hơi 10 phút thì ô tô đến nơi, Lương Thiên Chính không dám lập tức đánh thức y, khi Kiều Trấn Lương mở mắt, phát hiện ô tô đã dừng lại. Lương Thiên Chính vẫn an vị bên cạnh mình, Kiều Trấn Lương cười nói, vì sao không gọi tôi? Lương Thiên Chính nói, nhìn thấy ngài quá mệt mỏi cho nên không đành lòng gọi. Kiều Trấn Lương cười cười mở cửa xe, người ngủ gật khác mà, lập tức cảm thấy tinh lực đầy đủ ngay lương thiên chính đi xuống theo bí thư kiều nhất định phải giữ gìn sức khỏe anh chính là tổng chỉ huy của bình hải chúng ta kiều trấn lương cười cười nhìn về phía trước phó chủ nhiệm hội quản ủy khu khai phá lưu bảo toàn và mấy quan viên của khu khai phá nghe nói bí thư tỉnh ủy và bí thư thị ủy đều tới liền vội vàng đến đây ninh đón lưu bảo toàn có chút kích động hô lên bí thư kiều bí thư lương các vị sao đều tới đây vậy kiều trấn lương nói nghe nói nước bị ô nhiễm rất nghiêm trọng tôi không yên tâm cho nên tới xem. Trong không khí vẫn còn có một mùi tanh hôi, Kiều Trấn Lương nhíu mày, đi về phía hiện trường sửa chữa ở phía tước sao? Vấn đề vẫn chưa được giải quyết à? Lưu Bảo Toàn đi theo bên cạnh Kiều Trấn Lương, nói, Bí Thư Kiều, căn cứ vào chỉ thị của các lãnh đạo, chúng tôi đã thông chi cho tất cả xí nghiệp trong khu vườn công nghiệp quốc tế đình chỉ sản xuất, đình chỉ thải nước thải, hiện tại đã không còn nước bẩn tiếp tục chảy vào sông Thoan nữa. Kiều Trấn Lương gật đầu, Lưu Bảo Toàn lại nói, đã tìm được điểm rò rỉ của ống nước thải, các công nhân đang tiến hành sửa gấp, dự tính trong 3 tiếng đồng hồ có thể sửa xong. Kiều Trấn Lương nói, các vị đều không nghỉ ngơi à? Lưu Bảo Toàn nói, trước khi chuyện chưa được giải quyết, chúng tôi cũng không thể trở về nghỉ ngơi, những công nhân này cũng gần một ngày một đêm không chợp mắt rồi. Kiều Trấn Lương thở dài nói, thật sự là vất vả quá. Lương Thiên Chính bỗng nhiên phát hiện chủ nhiệm hội quản ủy khu khai phá Liêu Bác Sinh không ở hiện trường, bí thư tỉnh ủy tới đây thị sát, y vì sao không ra mặt. Kiều Trấn Lương nhìn thấy hiện trường không thiếu cảnh sát, nhíu mày nói, cần nhiều cảnh sát như vậy tới làm gì. Lưu Bảo Toàn thở dài nói, bí thư Kiều, hôm nay xảy ra một việc, đồng chí từ Nam Tích đến phát sinh một chút xung đột với cán bộ của khu khai phá Đông Giang chúng tôi, bởi vì quan điểm xử lý bất đồng, loạn đến nỗi đánh nhau, mấy công nhân bị thương, chủ nhiệm lưu của chúng tôi cũng bị đánh. Lương Thiên Chính trong lòng cả kinh, y thật sự không biết chuyện lưu bác sinh bị đánh. Trừng mắt lườm lưu bảo toàn một cái, nghĩ thầm vào những lúc như thế này, anh không ngờ còn ở trước mặt bí thư tỉnh ủy kể chuyện thị phi, còn ngại tình huống trước mắt chưa đủ loạn à. Cáo trạng với Kiều Trấn Lương là chủ ý cá nhân của Lưu Bảo Toàn, sau khi Lưu Bác Sinh bị Trương Dương tát cho một cái, y tuy rằng thẹn quá hóa giận, nhưng cũng không dám báo cáo chuyện này lên trên, Lưu Bảo Toàn thì khác, y tự dưng bị Trương Dương hắt nước bẩn, từ đó đã ghi hận trong lòng, sau khi những chuyện tiếp theo phát sinh, y đã muốn tìm một cơ hội để trả thù, nhưng Thủy Trung chưa nghĩ ra nên đối phó với Trương Dương như thế nào, Kiều Trấn Lương đến hiện trường thị sát, y vừa hay tìm thấy cơ hội. Vì thế thêm mắm thêm muối kể lại chuyện đó một lượt, nói đến chỗ nguyên nhân xảy ra đánh nhau thì lướt qua, Lưu Bảo Toàn đương nhiên không nói tốt cho Trương Dương, nói cho thằng ôn này thành một tên tiểu tử cuồng vọng không rõ phải trái. Kiều Trấn Lương hiểu rất rõ tính tình của Trương Dương, lời nói của Lưu Bảo Toàn cho dù có thành phần thêm mắm thêm muối ở bên trong, có điều đa số đều là sự thật, Kiều Trấn Lương sau khi nghe xong cũng có chút tức giận, Trương Dương này cũng quá không hiểu chuyện rồi, cậu cho rằng mình có chút bối cảnh thì muốn làm gì thì làm ư? Đám người này Lưu Bảo Toàn, Lưu bác sinh này đều là cán bộ của khu khai phá Đông Giang, một cán bộ cấp ban như cậu va chạm vài ba câu với người ta là được rồi, không ngờ còn dám đánh người trong mắt rốt cuộc là còn có lãnh đạo không, còn có tính kỷ luật tổ chức không. Lương Thiên Chính lúc này cũng nói đỡ cho Trương Dương một câu, tiểu Trương dù sao cũng còn trẻ tuổi, gặp chuyện dễ xung động, hơn nữa ô nhiễm lần này tổn hại đến lợi ích của phía Nam Tích, cậu ta dễ nổi nóng cũng là điều khó tránh khỏi, có phải là công tác câu thông giữa hai bên không làm tốt, cho nên phát sinh hiểu lầm không? Lưu Bảo Toàn nói, đối với quần chúng nhân dân chúng tôi có thể làm được tới mức bị đánh không đỡ, bị chửi không cái nhưng anh ta cũng là cán bộ quốc gia, anh ta cũng là đồng chí của mình, sao có thể dã man như vậy? Chủ nhiệm Lưu sắp 50 tuổi rồi, ông ấy ở trước mặt nhiều người như vậy bị một cái bạt tai, chủ nhiệm Lưu cả đời này đã bao giờ phải chịu vũ nhục như vậy đâu. Kiều Trấn Lương không nói tiếng nào bước về phía trước. Lương Thiên chính lại trừng mắt lườm Lưu Bảo Toàn một cái, Lưu Bảo Toàn biết lời nói của mình không có tác dụng gì, gã không tiếp tục nói nữa, đi theo hai vị lãnh đạo. Gã lớn tiếng nói, mọi người tạm thời dừng công tác đã, bí thư tỉnh ủy Kiều của chúng ta tới thăm hỏi mọi người. Hoan nghênh bí thư Kiều đến phát biểu với mọi người. Các công nhân nghe nói bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương tới, cả đám đều vội vàng dừng công tác, toàn bộ đều đứng đó xếp hàng chuẩn bị nghênh đón Kiều Trấn Lương, đồng loạt vỗ tay. Kiều Trấn Lương nhìn thấy tình cảnh trước mắt, sắc mặt lập tức thay đổi, y quay sang lưu bảo toàn, Kiều Trấn Lương trước giờ luôn hỏa ái lúc này sắc mặt nghiêm lại, làm cái gì vậy? giờ là lúc nào mà còn dừng làm việc để nghinh đón, xếp hàng hoan nghênh, tôi chẳng có gì để phát biểu cả, anh vừa rồi nói trong 3 tiếng đồng hồ có thể toàn bộ sửa xong ống nước. Được, quá một phút đồng hồ thì anh ngày mai xin từ chức đi. Kiều Trấn Lương nổi giận thật sự rồi, nói xong câu đó, cũng không định tiếp tục thị sát hiện trường sửa chữa nữa, quay người đi về xe riêng của mình. Lưu Bảo Toàn bị dọa cho mặt mũi trắng bệch, chuyện này cũng không trách được gã, trước giờ đều là như vậy, lãnh đạo tới, chuyện có lớn hơn nữa cũng phải tạm gác lại, xếp đội hoan nghênh thì có gì sai. Tôi rốt cuộc là sai chỗ nào? Lưu Bảo Toàn nghĩ không thông, gã thật sự là nghĩ không thông. Lương Thiên Chính lạnh lùng nhìn Lưu Bảo Toàn, ba tiếng đồng hồ, lời nói của bí thư Kiều anh nghe thấy chưa? chương 674, Hồng Nhan Chi Kỳ Trương Dương nhận được tin tức xí nghiệp trong khu vườn công nghiệp quốc tế đã đình chỉ sản xuất thì thở phào nhẹ nhõm, Cuối cùng cũng không còn nước bẩn tiếp tục chảy vào sông Thoan nữa, xem ra một cái tát này của hắn vẫn có chút hiệu quả. Cục trưởng cục thủy lợi Triệu Bảo Quân và hắn cùng nhau đứng ở cửa lớn vườn công nghiệp quốc tế. Khi Trương Dương đánh Liêu Bác Sinh, Triệu Bảo Quân không ở hiện trường, nhưng y cũng đã nghe nói tới chuyện này, Triệu Bảo Quân bội phục sự can đảm của thằng ôn này, đồng thời cũng không khỏi có chút lo lắng cho hắn. Một cái tát này chỉ sợ đã gây ra phiền toái lớn rồi, người bị đánh tuy rằng là Liêu Bác Sinh nhưng chẳng khác nào đắc tội với tất cả ban lãnh đạo thành phố Đông Giang. Trương Dương nhìn bầu trời tối như mực, nói khẽ chuyện này không thể cứ vậy là xong được, tôi còn muốn tới tỉnh lý phản ánh, vườn công nghiệp quốc tế chỉ cần còn tiếp tục tồn tại, chính là một tai họa ngầm, chuyện ô nhiễm về sau rất có khả năng sẽ còn phát sinh. Triệu Bảo Quân nói, vừa rồi tôi đã gọi điện thoại về chứng thực, khu vườn công nghiệp quốc tế đã đình chỉ thải nước bẩn rồi. Trương Dương nói, chuyện này không thể cứ vậy là xong được bọn họ phải chịu trách nhiệm về sự kiện ô nhiễm nước lần này, phải bồi thường cho nhân dân Nam Tích chúng ta. Triệu Bảo Quần nói, thị lý không bảo chúng ta phụ trách chuyện này. Y cũng không có gan lớn như Trương Dương, những hành vi của Trương Dương ngày hôm nay khiến Triệu Bảo Quần hết hồn, nếu như làm tiếp, không biết sẽ còn gây ra bao nhiêu phiền phức nữa. Trương Dương đang định nói gì đó thì di động của hắn đổ chuông, sau khi bắt mày, điện thoại không ngờ là phó bí thư ủy ban kỷ luật Lưu Diễm Hồng gọi tới, ngữ khí của lưu diễm hồng rất nghiêm túc trương dương cậu còn ở đông giang không trương dương nói đương nhiên vẫn còn chuyện ô nhiễm nước một ngày còn chưa xong thì ngày đó tôi còn ở đông giang rất lợi hại cậu tới ủy ban kỷ luật tỉnh một chuyến tôi ở văn phòng chờ cậu trương dương cười nói chị lưu à thế không được đâu hôm nay trời tối rồi chúng ta cô nam quả nữ gặp mặt chị không sợ người khác nói ra nói vào à lưu diễm hồng không hề cười Cô ta lạnh lùng nói, "Tôi tìm cậu có việc công, tôi cho cậu nửa tiếng, cậu tốt nhất đừng đến muộn." Nói xong Lưu Diễm Hồng liền gác máy. Trương Dương cầm điện thoại ngây ra một chốc, lúc này mới chậm rãi cất máy đi. Triệu Bảo Quân nhìn thấy vẻ mặt của hắn khác thường, quan tâm hỏi, "Có chuyện gì thế?" Trương Dương nói, "Ủy ban kỷ luật tìm tôi." Hắn đã đoán trước được chuyện này có 8, 9 phần 10 có liên quan tới việc hắn đánh Lưu Bác Sinh, chỉ không ngờ phản ứng của ủy ban kỷ luật tỉnh lại nhanh như vậy buổi chiều chuyện xảy ra, buổi tối đã tìm tới hắn rồi. Triệu Bảo Quần có chút khẩn trương nói, Ủy ban kỷ luật tỉnh ư? Trương Dương gật đầu, không liên quan gì tới ông, ông cứ ở đây quan sát, đảm bảo bọn họ sửa ống xong thì tôi tới xem tình huống. Ở bên trong ánh mắt nhìn Trương Dương của Triệu Bảo Quần có thành phần đồng cảm, ủy ban kỷ luật là nơi nào chứ? Đối với những cán bộ bọn họ mà nói, sự triệu hồi của ủy ban kỷ luật tuyệt đối là tin dữ. Triệu Bảo Quần cũng không biết mình nên nói gì, nghĩ một chút rồi nói một câu, cậu cẩn thận một chút. Trương Dương không khỏi bật cười, hắn vỗ vai Triệu Bảo Quần, nói, làm cái gì thế? Tôi là tới ủy ban kỷ luật chứ có phải tới điện xâm la đâu. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng Trương Dương cũng hiểu lần này Lưu Diễm Hồng tìm mình tuyệt đối không phải là để nói chuyện phiếm, Lưu Bác Sinh không phải nhân vật bình thường, đánh xong sẽ có hậu quả, những hành động của mình ở Đông Giang đã chạm tới thần kinh mẫn cảm của ban lãnh đạo Đông Giang, có lẽ không chỉ là Đông Giang. Chắc là vì câu nói đó của Trương Dương, Lưu Diễm Hồng không ngồi một mình đợi Trương Dương, cùng với cô ta còn có một vị phó trưởng phòng của ban giám sát ủy ban kỷ luật. Trương đại quan nhân tuy rằng chịu áp lực mà tới, nhưng trên mặt vẫn cảnh xuân sáng lạn, cho tới bây giờ, trên vấn đề xử lý nước bẩn hắn vẫn giành được thắng lợi bước đầu, ít nhất vườn công nghiệp quốc tế Đông Giang đã đình chỉ thải nước bẩn. Lưu Diễm Hồng nhìn thấy bộ dạng vô tâm vô phế của thằng ôn này, cơn tức không có chỗ xả, ở trong mắt cô ta luôn coi Trương Dương là vãn bối của mình. Cô ta hiểu rất rõ Trương Dương, biết rõ tính tình của thằng ôn này, cũng biết rõ hắn nổi giận là có nguyên nhân, nhưng bất kể là như thế nào cũng không nên vung tay đánh Lưu Bác Sinh. Trương Dương sau khi đi vào văn phòng, rất lễ phép chào một tiếng, chào bí thư Lưu. Ngài vất vả quá, đã muộn thế này rồi mà vẫn chưa nghỉ ngơi lưu diễm hồng nói ngồi đi tiểu trần cậu đi lấy bản báo cáo đó cho tôi phó trưởng phòng đó đứng dậy đi ra ngoài trương dương nhìn theo bóng lưng của người đó vốn cho rằng lưu diễm hồng sẽ gọi nguyên một bồi thẩm đoàn đến thẩm vấn mình nhưng cuối cùng người ta vẫn không có ý này lưu diễm hồng nói trương dương cậu chừng nào thì thành thục hơn cậu hiện tại đã là một cán bộ cấp ban rồi động chút là vung quyền đánh đồng chí của mình đây là một loại hành vi như thế nào trong mắt cậu còn có quan niệm kỷ luật tổ chức hay không? Đồng chí Lưu Bác Sinh là tiền bối của cậu, cũng là thượng cấp của cậu, cậu có thể đánh ông ta được. Trương Dương nói, tôi đánh lãnh đạo thượng cấp cũng không phải là lần đầu tiên. Những lời này cũng rất đúng, một lời không hợp phung quyền đánh người, lịch sử tòng chính Trương Đại Quan nhân chính là một bộ lịch sử chiến đấu bạo lực, có điều đoạn thời gian gần đây thằng ôn này coi như đã thu liếm hơn rồi. Lưu Diễm Hồng nói, đừng cho rằng sĩ phản là vinh quang. Trương Dương nói, tôi đánh hắn cũng không phải là vì việc tư, vườn công nghiệp quốc tế Đông Giang thải nước bẩn vào sông Thoan, làm ô nhiễm nguồn nước của nhà máy cung cấp nước uống của Nam Tích chúng tôi, khiến hơn 100 vạn người không có nước để dùng. Thị lý của chúng tôi đã nhiều lần giao thiệp với bọn họ, nhưng bọn họ hoặc là tránh không gặp, hoặc là tìm mọi cách để kéo dài. Tôi thừa nhận, cấp bậc của hắn cao hơn của tôi, tuổi cũng lớn hơn tôi, tôi không nên đánh hắn, nhưng tôi không vì đánh hắn và hối hận. Nếu chuyện có thể quay lại, tôi vẫn không chút do dự tát cho hắn một cái, hiện tại nghĩ lại, cái tát đó của tôi là còn nhẹ đó, tôi nên đánh cho hắn giang rơi đầy đất mới đúng. Lưu Diễm Hồng tức giận nói, cậu nói linh tinh gì thế? Cậu có biết rằng chuyện này đã khiến cho tất cả mọi người trong thể chế đều biết rồi không? Cậu có biết bí thư kiều bởi vì này chuyện này mà rất tức giận, yêu cầu ủy ban kỷ luật chúng tôi nghiêm túc xử lý cậu không? Trương Dương vẫn là bộ dạng rừng dương đó, xử lý thì xử lý đi, dù sao người tôi cũng đánh rồi, chị tìm tôi chẳng phải là để xử lý tôi sao? Tôi tìm cậu là để tìm hiểu tình huống, Lưu Diễm Hồng cường điệu. Trương Dương nói, tình huống đã rất rõ ràng rồi, tôi đánh hắn, nếu tôi sớm đánh hắn một cái tát đó, có thể là hắn đã hạ lệnh dừng thải nước bẩn rồi. Lưu Diễm Hồng thở dài nói, cậu đó, rõ ràng có thể thông qua con đường chính đáng hơn để giải quyết vấn đề nhưng vì sao cứ chọn dùng thủ đoạn bạo lực. Trương Dương nói, cái tính của tôi là vậy đó, Tu dưỡng chính trị của tôi không tới loại cảnh giới như các người. Lưu Bác Sinh là con cáo giả, nói tới đấu trí thì tôi không bằng hắn. Người này giỏi chuyển dịch mâu thuẫn, đã đấu văn không được thì tôi đấu võ. Lưu Diễm Hồng thật sự muốn mắng hắn vài cậu, nhưng lời nói đến môi thì đánh nuốt lại. Thật ra Trương Dương trong chuyện này cũng rất vô tội. Lưu Diễm Hồng dùng góc độ của một người bàng quan để nhìn, trong sự kiện ô nhiễm nước lần này không nghi ngờ gì nữa, phía Đông Giang phải chịu trách nhiệm chủ yếu, nhưng phía Nam Thích không nên cử Trương Dương tới đây. Đám lãnh đạo Nam Tích đó phái Trương Dương tới, mục đích chính là vì nghĩ tới chuyện này sẽ dẫn tới mâu thuẫn giữa hai thành thị, khá là phức tạp. Làm tới sau cùng khẳng định là phải đắc tội với người ta, cho nên mới phái một tên liều mạng tới, kết quả là Trương Dương đương nhiên thành người được chọn. Trên điểm này, Lưu Diễm Hồng cho rằng đám người lãnh đạo Lý Trường Vũ rất không có hậu đạo, bọn họ lợi dụng Trương Dương. Lưu Diễm Hồng nói khẽ cậu nói xem, cậu là một cán bộ của Ủy ban thể dục thể thao, chuyện này có liên quan gì tới cậu? Trương Dương nói: "Tôi biết, tôi nhìn thì chẳng có liên quan gì tới chuyện này, tôi là bị người ta lợi dụng." Lưu Diễm Hồng vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Cậu cũng biết à?" Trương Dương nói: "Nhưng tôi cam tâm bị lợi dụng, tôi hiện tại là cán bộ Nam Thích, chuyện làm tổn hại tới lợi ích của Nam Thích, tôi vì sao không thể ra mặt?" Bọn bí thư lý bảo tôi tới cũng là vì chuyện này khó giải quyết, người khác không dám trở mặt, nói sao cũng là vì liên quan tới quan hệ giữa các đồng chí còn tôi vào những lúc quan kiện dám trở mặt tôi cũng không muốn làm lớn chuyện này tôi và triệu bảo quần của cục thủy lợi sáng sớm đã từ nam tích tới đây tìm người phụ trách của khu khai phá nhưng không được tên phó chủ nhiệm đó lòng vòng với chúng tôi giống như là người dân nam tích của chúng tôi đáng bị xui xẻo cứ như chuyện ô nhiễm căn bản không liên quan gì tới họ cho nên tôi dùng nước bẩn hắt hắn về sau lại nói tôi đánh hắn đó thuần túy là vô nghĩa bảo vệ thì tôi có đánh thật nhưng cái đám cán bộ của khu khai phá đó tôi không chạm vào tôi không tìm thấy Lưu Bắc Sinh chỉ có thể đi tìm bí thư lương của thành phố Đông Giang mà trách cứ bí thư lương cũng tránh tôi không gặp Lưu Diễm Hồng nói cho nên cậu chỉ có thể đi tìm tỉnh trưởng tống để khiếu nại Trương Dương gật đầu tôi thật sự là không rõ chuyện nước bị ô nhiễm sờ sờ ra đó trách nhiệm là của ai thì trong lòng mọi người đều rõ vì sao còn phải mượn cớ kéo dài bọn họ không muốn ngừng sản xuất đơn giản là vì duy hộ cho lợi ích của bản địa bọn họ sợ ngừng sản xuất sẽ tạo thành tổn thất kinh tế, nhưng bọn họ có nghĩ đến lợi ích của Nam Tích không? Bọn họ tạo nghiệt vì sao lại bắt chúng tôi gánh chịu? Lưu Diễm Hồng nói, tôi phụ trách công tác của Ủy ban kỷ luật, hôm nay tìm cậu cũng không phải là để nghe cậu giảng đạo lý. Trương Dương nói, tôi cũng không muốn nói đạo lý gì cả. Ai cũng cường điệu đại cục quan với tôi, đại cục quan cái rắm. Cái gọi là đại cục quan đó chính là chiếu cố lợi ích của mình thôi. Ai nói nghe thì đều rất hay, nhưng trong lòng thì chỉ lo cho lợi ích và quan vị của mình, tôi sớm đã nhìn thấu rồi." Lưu Diễm Hồng nói, cách nhìn vấn đề có chút cực đoan. "Cực đoan? Tôi muốn đi xem tình huống sửa ống thải làm ô nhiễm sông Thoan, kết quả thì sao? Khu khai phá phong tỏa khu vực đó, nói cái gì là cơ mật quốc gia, ô nhiễm lúc nào cũng thành cơ mật quốc gia thế?" Đám phóng viên của Nhật báo Đông Nam cũng không phải là tôi mời tới, là tôi tình cờ gặp vì thế tôi liền gọi một chiếc trực thăng, giúp giới truyền thông biết chân tướng sự thật. Tôi nghĩ rằng quyền được biết này chúng tôi nên có, phía Đông Giang che giấu cái gì. Cơ mật quốc gia ư, bọn họ chẳng qua chỉ là sợ sai lầm của mình bị người ta biết được thôi. Trương Dương phẫn uất đập bàn. Lưu Diễm Hồng không nói gì, cô ta biểu rõ những thói ấu này của Trương Dương. Trương Dương nói, Liêu Bác sinh sợ chuyện này bị đưa tin ra ngoài, xuất động công an phân cục khu khai phá ý đồ khống chế chúng tôi, khi chúng tôi sắp phát sinh xung đột thì truyền đến tin tức ống thải đã sửa xong hắn cho rằng chuyện này đã được giải quyết cho nên tự cho là thông minh dẫn tôi và phóng viên truyền thông tới hiện trường xem kết quả trương dương cười lạnh hai tiếng ống thải vẫn bị dò y không giấu được không ngờ lại kích động công nhân vây công tôi tôi thừa nhận người này rất lợi hại tôi vì xung động nên đã đánh hắn toàn bộ quá trình của sự việc là vậy nên xử lý tôi như thế nào các vị cứ tùy tiện mà làm tôi chịu hết lưu diễm hồng nói có những lúc tôi thật không biết cậu là dũng cảm hay là lỗ máng trương dương nói tôi cũng không biết bí thư lưu nếu định xong quy tôi tôi hôm nay sẽ không đi tôi từ giữa trưa đến bây giờ vẫn chưa được ăn cơm phiền chị an bài người mang cơm cho tôi ăn phía lãnh đạo thành phố nam tích vẫn chưa biết nơi hạ lạc của tôi cũng phiền chị thông chi cho họ một tiếng để bọn họ mau mau tìm người tiếp nhận công tác của tôi chuyện tôi bị xong quy là nhỏ nhưng làm chậm trễ sự nghiệp thể dục thể thao của nam tích thì là lớn lưu diễm hồng nghe đến đây không nhịn được mà bật cười sau khi cười một tiếng lại thấy có chút không đúng hôm nay vốn là chuyện nghiêm túc trương dương chính là có bản sự này rõ ràng là một chuyện rất nghiêm túc nhưng lại bị hắn bất chi bất giác làm lẫn vị đạo trương dương nhìn thấy lưu diễm hồng mỉm cười trong lòng cũng có chút đỡ lo xem ra mình phạm sai lầm là khẳng định rồi bị phê bình xử phạt cũng là chắc chắn có điều vẫn chưa nghiêm trọng đến mức bị song quy. Lưu Diễm Hồng nói, thế này đi, cậu đi về trước, mấy ngày nay đừng về Nam tích vội, tôi hôm nay gọi cậu đến cũng chỉ là để tìm hiểu tình huống, về phần xử lý như thế nào, chờ sau khi tôi xin chỉ thị của lãnh đạo rồi sẽ quyết định. Trương Dương nói, một cán bộ cấp ban như tôi cũng đáng để xin chỉ thị của lãnh đạo ư. Lưu Diễm Hồng nhìn hắn, nói Trương Dương, cậu thực sự không cậu đã phạm sai lầm rất nghiêm trọng sao? trương dương nói cảm thấy rất nghiêm trọng nhưng tôi không thấy mình phạm sai lầm hắn đứng lên nói chị lưu chị cũng không dễ dàng gì muộn như vậy còn phải làm công tác tư tưởng với tôi để tỏ lòng cảm tạ với chị tôi mời chị đi ăn cơm lưu diễm hồng lắc đầu nói hôm nay tôi còn có chuyện để hôm khác đi trương dương cười nói xem ra vấn đề của tôi rất nghiêm trọng rồi chị chưa gì đã vội vã phân rõ giới hạn với tôi rồi Lưu Diễm Hồng trừng mắt lườm hắn một cái, cậu nói ít thôi, gần đây tốt nhất hãy ngoan ngoãn cho tôi. Trương Dương rời khỏi ủy ban kỷ luật thì đã là 9 rưỡi tối, hắn đang định đi tìm một chỗ ăn cơm, một mình uống chút rượu, bất kể hôm nay đã gặp phải bao nhiêu phiền toái, phạm sai lầm bao lớn, nhưng dù sao chuyện nước bị ô nhiễm cũng đã được giải quyết, quá trình đấu tranh tuy rằng gian nan nhưng nhưng hắn dù sao cũng giành được thắng lợi, nếu đã thắng lợi thì đáng để ăn mừng. Người ta khi thất bại thì cần người chia sẻ, người ta khi thắng cũng cần phân hưởng trương dương lúc này đứng ở đầu đường đông giang bỗng nhiên cảm thấy một loại cảm giác cô độc trước nay chưa có nếu là trước đây người đầu tiên hắn nghĩ đến nhất định là cố giai đồng nhưng hiện tại đứng trong gió xuân xe lạnh trương dương bỗng nhiên từ đáy lòng cảm thấy một loại rét lạnh hắn bó chặt áo hắn ép mình không nghĩ tới giai đồng nữa bởi vì mỗi khi nhớ tới nụ cười ấm áp của cố giai đồng hắn sẽ cảm thấy một loại đau đớn như xé ruột xé gan Tiếng chuông di động đã đánh tan sự trầm tư của hắn, Trương Dương cầm lấy điện thoại, hắn chờ mong người ở đầu kia điện thoại sẽ mang tới cho hắn một sợ kinh hỉ, ảo tưởng Cố Gia Đồng đột nhiên vào lúc này gọi điện thoại cho mình, nhưng hắn biết đó là điều không thể. Ở đầu kia điện thoại vang lên một giọng nói ôn nhu, chính là Kiều Mộng Viện. Trương Dương hơi ngẩng ra, hắn nói khẽ, không ngờ cô muộn vậy rồi còn gọi điện cho tôi. Kiều Mộng Viện nói khẽ, nghe nói anh đã tới Đông Giang, cho nên hỏi thăm một chút trương dương nói cô ăn cơm chưa ăn rồi tôi thì chưa ăn kiều mộng viện ở đầu dây bên kia bỗng dưng trầm mặc một lát sau nói tôi mời anh ở đối diện nhà tôi mới mở một quán món cay tứ xuyên canh cá ở đó rất ngon trương dương mỉm cười tôi lập tức sẽ đến trong bóng tối kiều mộng viện mặc áo gió màu lam đậm nhàn tĩnh mà xinh đẹp cứ vậy hài hòa cứ vậy điềm đạm đứng dưới ánh trăng trương dương xuống xe taxi nhoẻn miệng cười nụ cười vẫn sán lạn thằng ôn này tách rất rõ công việc và sinh hoạt cũng không bởi vì chuyện trên công tác làm ảnh hưởng tới tình tự của mình kiều mộng viện chỉ vào quán tứ xuyên ở bên cạnh nói khẽ ngại quá tới đây mới biết nhà bếp của họ đã đóng cửa rồi trương dương bật cười chỉ chỉ vào cuối ngã tư đường tôi nhớ bên kia có một quán ven đường kiều mộng viện nói đi thôi trương dương sải bước đi tới đó rất nhanh liền sóng vai với kiều mộng viện mà đi sau đó nhíp chân thả chậm, phối hợp với tiết tấu của Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện làm bất kỳ chuyện gì cũng không nhanh không chậm, cô ta vừa gội đầu, gió đêm thổi qua, làm mũi hương tóc của cô ta thổi vào mũi Trương Dương. Trương Dương hít một hơi, muộn thế này rồi mà bí thư Kiều vẫn cho cô ra ngoài à. Kiều Mộng Viện nói, cha tôi rất ít hỏi đến chuyện cá nhân của tôi. Đôi mắt sáng lại đảo qua, nói khẽ anh không ngờ lại không lái xe. Trương Dương nói, lần này đến Đông Giang làm việc, đi xe công tới, gần đây giá xăng tăng, chút tiền lương của tôi không đủ để lái xe." Kiều Mộng Viện không nhịn được mà bật cười. Hai người rất nhanh liền tới quán ven đường đó, chủ quán là một đôi vợ chồng già, ở cuối ngã tư đường mở một quán ăn, mỗi khi trời tối lại kéo mấy cái bàn ra đặt ở ven đường đón khách. Có điều sinh ý vẫn rất vắng vẻ, bên trong chỉ có mấy con gà mái già, Trương Dương vì đói nên vừa ngửi thấy mùi gà, bụng liền sôi sùng sục, hắn cười nói, "Ông chủ cho tôi một con gà." Ông chủ cười hỏi, có uống rượu không? Trương Dương gật đầu, cho một bình nhị hoa đầu. Kiều Mộng Viện nói, bụng rỗng uống rượu không tốt đâu. Cô ta nói với chủ quán, cho một bát canh trước đã. Trương Dương lại gọi thêm hai món, bọn họ ngồi xuống trước một cái bàn nhỏ ở ven đường, dưới đề nghị của Kiều Mộng Viện, Trương Dương trước tiên uống chút canh rồi mới cầm bình rượu lên uống một ngụm, hắn chẹp miệng cuối cùng cũng được ăn một bữa cơm yên ổn. Kiều Mộng Viện cũng rót cho mình nửa chén cùng Trương Dương nhấp một ngụm, cô ta có chút không chịu nổi rượu cay, đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, một lúc sau mới giãn ra, cay quá. Trương Dương nói cay một chút mới thích, hắn gắp một cái đùi gà bỏ vào bát Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện nói tôi ăn rồi. Trương Dương nói đồ tốt phải phân hưởng, có phân hưởng mới vui vẻ. Kiều Mộng Viện cười nói, nghe ra cảnh giới của anh đã lại đề cao không ít rồi, muốn phân hưởng với tôi cái gì. Trương Dương lại nhấp một ngụm rượu rồi nói, không phải tôi tìm cô phân hưởng, là cô chủ động tìm tôi phân hưởng. Tối nay đúng là Kiều Mộng Viện chủ động hẹn, đôi mi dài của Kiều Mộng Viện rủ xuống, nhìn vào rượu trắng trong chén tôi nghe nói anh lại gây chuyện. Trương Dương cười nói, cô rất ít khi chú ý tới chuyện trên công tác của tôi. Kiều Mộng Viện nói, Quách Trí Giang hôm nay đến nhà tôi, cha tôi hỏi cậu ấy một việc. Trương Dương nói, cái thằng ôn này, lán bán đứng tôi à? Kiều Mộng Viện nói: "Tôi ở đại viện tỉnh ủy, rất nhiều chuyện đều không thể giấu được, chủ nhiệm Lưu của khu khai phá Đông Giang cũng ở đây, phu nhân của ông ta và mẹ của tôi đều tin Phật, thường ngày quan hệ với mẹ tôi rất tốt, tối nay bà ta khóc lóc chạy tới nhà của tôi." Trương Dương nói: "Bí thư Kiều nói thế nào? Hắn đã biết chuyện này không giấu được." Kiều Mộng Viện ngẩng lên: "Cha tôi rất tức giận, tôi nhìn ra được điều đó, Trương Dương, anh lần này gặp phải phiền phức lớn rồi đó, tôi nghĩ anh nên chuẩn bị tâm lý." Trương Dương nói: "Cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi." Những lời này của Kiều Mộng Viện đã cho thấy, Kiều Trấn Lương đối với chuyện này rất giận, tối nay Lưu Diễm Hồng gọi hắn tới ủy ban kỷ luật để tìm hiểu tình huống cũng không phải là bắn tiếng đe dọa, chuyện lần này mình đánh Lưu bác sinh một cái tát chỉ sợ thật sự gây ra phiền toái lớn rồi. Kiều Mộng Viện nói: "Tôi thủy chung cho thấy, anh không thích hợp làm chính trị." Trương Dương mỉm cười, cái gì đến thì ắt sẽ đến, tôi đã bước lên con đường này, hiện tại vẫn muốn đi tiếp cảm thấy nó rất thú vị. Kiều Mộng Viện nói, không có ai coi chính trị thành một trò chơi cả, Trương Dương, anh cũng không thể xung động như vậy được, trong chính trị không được chen vào nhân tố tình cảm cá nhân. Cô ta tuy không tòng chính, nhưng sự hun đúc của gia đình khiến lý giải của cô ta về chính trị trời sinh đã hơn người ta một bậc. Trương Dương nói, cô quan tâm tới tôi à? Câu này khiến Kiều Mộng Viện phương tâm đại loạn, cô ta cắn môi, đôi mắt đẹp vẫn kiên trì nhìn thẳng vào Trương Dương, cuối cùng gật đầu nói, tôi trước giờ vẫn luôn coi anh là bạn. Tôi thủy chung thấy giữa chúng ta so với bạn bè thì thân thiết hơn. Trương đại quan nhân được một tức lại muốn tiến một thước, nói. Kiều mộng viện lắc đầu, khoảng cách quá gần sẽ khiến người ta mất đi cảm giác an toàn, tôi vẫn coi anh là bạn bè bình thường. Trương Dương nói, bất kể cô nói như thế nào tôi vẫn biết không phải vậy. Giữa chúng ta sớm đã không phải bình thường, hà tất phải tự lừa dối nhau mặt kiều mộng viện bỗng nhiên cảm thấy nóng lên hai tay cô ta cầm chặt lấy chén rượu ực một cái uống hết rồi nhắm chặt hai mắt lại trương dương nói khi tôi từ ủy ban kỷ luật đi ra thủy trung nghĩ tôi muốn tìm người nào đó nói vài câu nhưng tìm ai đây đang nghĩ thì cô gọi điện thoại tới có câu là gì ý nhỉ thằng ôn này giả vờ đăm chiêu suy nghĩ kiều mộng viện đương nhiên biết hắn muốn nói gì nói khẽ nói đi có gì tâm sự gì thì cứ nói ra đi tôi không ngại làm một người nghe Trương Dương nhìn đôi mắt như nước của Kiều Mộng Viện, nuốt nước bọt. Kiều Mộng Viện nhạy cảm phát giác ra gì đó, bỗng nhiên gắp cái đùi gà lên, đúng vào lúc Trương Dương há miệng thì nhét vào miệng hắn. Những lời tiếp theo của Trương Đại Quan Nhân lập tức bị chặn lại, đừng nói nữa. Nói ra ngay cả bạn cũng không làm được nữa đâu. Một chiếc xe hồng kỳ đi ngang qua đường, Tống Hoài Minh ngồi bên trong xe, vừa hay nhìn thấy cảnh bên đường, y bất giác nhíu mày, hai tay theo bản năng đan chặt vào nhau, sau khi xe đi qua thì quay đầu đi, Tựa hồ nghe thấy tiếng cười nói của Trương Dương và Kiều Mộng Viện. Tống Hoài Minh ra ngoài muộn như vậy là để gặp Lưu Diễm Hồng, lần này gặp mặt không như trước đây, thuần ví là vì chuyện trong công tác. Từ sau khi đề bạt Lưu Diễm Hồng thất bại, Tống Hoài Minh vẫn chưa có cơ hội nói chuyện tử tế với cô ta, bất kể là làm thượng cấp hay là làm lão đồng học, lão bằng hữu của cô ta, Tống Hoài Minh đều nên an ủi cô ta một chút. Cuộc gặp mặt tối nay là Lưu Diễm Hồng chủ động mời sau khi cô ta xử lý xong chuyện của trương dương lại ở ủy ban kỷ luật xử lý một số việc khi rời khỏi thì gọi điện thoại cho tống hoài minh cô ta mời tống hoài minh cùng đi ăn khuya khi tống hoài minh tới quán trà phú cẩm nhìn thấy xe của lưu diễm hồng đã đỗ ở ngoài cửa y xuống xe rồi bảo lái xe về trước quán trà phú cẩm cách chính phủ tỉnh tỉnh ủy không xa ở gây sườn tây công viên minh tâm lưu diễm hồng và ông chủ quán trà là bạn thân nơi này khá yên tĩnh ít người quấy dày hơn nữa đến bất kỳ lúc nào thì phóng bếp cũng đều có thức ăn cung ứng. Tống Hoài Minh đi tới các Minh Châu, Lưu Diễm Hồng đã ngồi ở đó, nhiệt độ bên trong rất cao, cô ta cởi áo khoác, mặc áo sơ mi màu đỏ, Lưu Diễm Hồng tuy rằng đã trung niên, nhưng bảo dưỡng rất khá, bầu ngực vẫn rất cao, da thịt nhẵn nhụi, mặt không có chút nếp nhăn nào. Tống Hoài Minh cười cười, cởi áo gió ra, Lưu Diễm Hồng đứng lên, giúp y cởi áo gió, Tống Hoài Minh nói tôi tự mình làm được. Lưu Diễm Hồng cười nói, sao vậy? Sợ tôi ăn anh à? Tống Hoài Minh cười ha ha, nói tôi sợ ai cũng sẽ không sợ lão đồng học cô. Lưu Diễm Hồng nói, nữ nhân là lão hổ, lão hổ không phát huy, anh cho rằng tôi bị bệnh à? Tống Hoài Minh cười ha ha, y cầm khăn trên bàn lên lau tay, nhìn thấy bốn món ăn trên bàn, chép miệng nói, lão đồng học, đã chế thế này rồi còn mời tôi ăn cơm, rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì vậy? Lưu Diễm Hồng nói, không phải đặc biệt mời anh ăn cơm, là tôi làm thêm muộn, ăn cơm một mình thì tẻ nhạt quá, cho nên tôi nghĩ tới anh, mời đại tỉnh trưởng Tống tới ngồi nhìn tôi ăn. Tống Hoài Minh cười rất tươi, ở Bình Hải cũng chỉ có Lưu Diễm Hồng dám nói như vậy, có điều giữ y và Lưu Diễm Hồng rất trong sáng vô tư. Lưu Diễm Hồng giúp Tống Hoài Minh treo áo gió lên giá, mũi cô ta rất tinh, sao trên quần áo anh có mùi sữa vậy? Tống Hoài Minh mỉm cười nói, tối nay bế thằng nhỏ một lúc, Thằng nhỏ gần đây đặc biệt quấn tôi." Lưu Diễm Hồng nói, nhìn nữ tình trường khẳng định anh hùng khí đoạn, lão đồng học, anh phải cảnh giác." Tống Hoài Minh nói, chắc là là như vậy, tôi cảm thấy gần đây cũng không còn hùng tâm tráng trí như ngày xưa nữa." Lưu Diễm Hồng cũng rất hiểu Tống Hoài Minh, biết miệng y thì nói vậy, nhưng trong bụng tuyệt đối không phải là nghĩ như vậy, cô ta cầm ngũ lương dịch trên bàn lên rót cho Tống Hoài Minh, cũng rót cho mình một ly tống hoài minh nhắc nhở cô ta cô lái xe đến hay là đừng uống lưu diễm hồng nói không sao đâu lát nữa tôi để xe ở đây bắt xe về cô ta cầm chén rượu lên nói nào lâu rồi chưa ăn cơm chung cảm ơn anh có thể nể mặt tôi nửa đêm nửa hôm ăn cơm cùng tôi tống hoài minh nghe thấy cô ta nói như vậy trong lòng không khỏi có chút áy náy trong khoảng thời gian này mình vẫn luôn cố ý bảo trì khoảng cách với cô ta vị trí của bọn họ quyết định sự qua lại của bọn họ không thể tự nhiên giống như người bình thường, mặc dù là bọn họ vô tư trong sáng, giữa bọn họ không có gì cả. Nhưng vẫn lo có người nói ra nói vào, Tống Hoài Minh nói khẽ, chúng ta là bạn học nhiều năm như vậy, cũng không cần phải khách khí làm gì. Cô nói vậy tôi thấy xa lạ lắm." Lưu Diễm Hồng ý vị thâm trường nói, sự xa lạ đã nảy sinh rồi. Tống Hoài Minh cười ha ha một tiếng, y không biết nên trả lời như thế nào, cho nên đành dùng tiếng cười để lấp liếm. Lưu Diễm Hồng chạm cốc với Tống Hoài Minh, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, bỏ chén rượu xuống, vừa rót rượu vừa nói, vừa rồi tôi tìm Trương Dương để tìm hiểu một số tình huống, chuyện của cậu ta có chút phiền phức. Tống Hoài Minh đã nghe nói chuyện Trương Dương đánh Lưu Bác Sinh, y gấp một củ ngó sen bỏ vào miệng, thằng ôn này chính là có cái tính như vậy đó, không khống chế được tình tự, vốn chuyện này đã được giải quyết, nhưng hắn lại cứ muốn sinh sự. Lưu Diễm Hồng nói, Bí Thư Kiều rất tức giận, Bảo ủy ban kỷ luật của chúng tôi phải xử lý nghiêm túc chuyện này, tôi thấy Trương Dương lần này chắc sẽ gặp một cú ngã nhẹ. Tống Hoài Minh không nói gì, cầm chén rượu lên nhấp một ngụm. Lưu Diễm Hồng nói, có lẽ anh nên nói vài lời giúp hắn. Tống Hoài Minh vẫn như cũ không tỏ thái độ. Lưu Diễm Hồng có chút nóng nảy, anh nói gì đi chứ. Trương Dương tuy rằng hơi xung động một chút, có điều cái đám quan Lưu Đông Giang bang quả thực đáng đánh, vì lợi ích của địa phương mà không để ý đến cảm thụ của người khác tùy ý để nước bẩn không ngừng chảy vào sông Thoan. Tôi thấy cho dù xử lý Trương Dương thì đồng thời cũng phải xử lý bọn họ, bọn họ căn bản chính là vô trách nhiệm. Tống Hoài Minh nói, trên đường tới đây tôi đã nhìn thấy Trương Dương. Lưu Diễm Hồng hơi ngẩn ra, sao cơ? Tống Hoài Minh uống cạn chén rượu này rồi nói khẽ, hắn và con gái của Bí Thư Kiều ở quán ven đường ăn cơm với nhau. chương 675, đáng giá lưu diễm hồng từ trong những lời này của tống hoài minh đã phẩm vị được gì đó chẳng lẽ thằng ôn này trương dương cưa cả kiều mộng viện chẳng trách hắn lại chẳng sợ gì như vậy nhưng nghĩ lại lại thấy không đúng sự tức giận của kiều trấn lương hôm nay cũng không phải là giả vờ y thật sự là muốn xử lý trương dương có điều từ những lời này của tống hoài minh có thể cảm thấy được y đối với trương dương rất có phê bình kín đáo thật ra cái này cũng dễ lý giải dù sao trương dương trước kia cũng là người yêu của sở yên nhiên con gái y Thằng Ôn này trên tình cảm trước giờ vốn không có định tính, Lưu Diễm Hồng bỗng nhiên ý thức được, Bí thư tỉnh ủy Tiền Nhiệm Cố Doãn Chi, Bí thư tỉnh ủy đương nhiệm Kiều Trấn Lương. Còn có vị tỉnh trưởng Tống Hoài Minh ở trước mắt này, con gái của bọn họ cơ hồ đều phát sinh tình cảm với Trương Dương, thằng Ôn này cũng thật là có bản sự, thuật nghiệp cũng chuyên về một môn, đó là chuyên tấn công con gái bảo bối của cán bộ lãnh đạo. Lưu Diễm Hồng nói, căn cứ vào tình huống mà tôi tìm hiểu được, Trương Dương nổi nóng là có nguyên nhân tống hoài minh nói bất kể nguyên nhân như thế nào đánh lãnh đạo thượng cấp đều là không đúng quan trường có quy tắc của quan trường bí thư kiều bất kể là thật lòng muốn xử hắn cũng được hay chỉ muốn ra vẻ cũng được lần này trương dương khẳng định không thoát khỏi bị xử phạt lưu diễm hồng nói anh thực sự định bỏ mặc hắn à tống hoài minh nói tôi không tiện lên tiếng lưu diễm hồng hơi ngẩn ra nhưng nếu không ai lên tiếng nói giúp hắn chuyện lần này chỉ sợ sẽ rất nghiêm trọng Tống Hoài Minh nói, sự kiện ô nhiễm nước tính chất tuy rằng nghiêm trọng, nhưng lại rất đơn giản, tất cả mọi người biết phía phải chịu trách nhiệm là Đông Giang, Nam Tích tới đây hỏi trách, vốn là chuyện đúng lý hợp tình, nhưng đám lãnh đạo Nam Tích này vì sao muốn phái Trương Dương đi? Lưu Diễm Hồng nói, bởi vì bọn họ không dám gánh vác trách nhiệm, bởi vì bọn họ sợ đắc tội với người ta. Tống Hoài Minh nói, có nguyên nhân của phương diện này, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là bọn họ ý thức được bọn họ tới đây can thiệp Chắc gì đã có hiệu suất, hiệu quả cao như Trương Dương, Trương Dương trước giờ luôn là kẻ liều mạng, hắn dám làm dám chịu, người trẻ tuổi như vậy trong thể chế rất ít gặp, cũng chỉ có sau khi hắn bị vấp ngã mới có thể từng bước đi lên. Lưu Diễm Hồng nói, bởi vì hắn có cha nuôi là phó thủ tướng, còn có đám chú bác như các anh bảo vệ hắn. Tống Hoài Minh nói, chính trị là công bình, cũng rất tàn khốc, trong thể chế nếu hành vi của một người bị phủ lên quá nhiều sắc thái tình cảm như vậy nhất định hắn sẽ không đi được xa. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Lưu Diễm Hồng từ trong những lời này của Tống Hoài Minh bỗng nhiên nghĩ tới tình cảnh trước mắt của mình, vẻ mặt của cô ta không khỏi buồn bã, cho dù vẻ mặt này chỉ chợt hiện ra rồi hết ngay, nhưng bị ánh mắt sắc bén của Tống Hoài Minh thấy được, Tống Hoài Minh ấy náy nói tôi không phải nói cô. Lưu Diễm Hồng cười cười, cô ta cầm chén rượu lên chạm với Tống Hoài Minh rồi nói, chuyện nước ô nhiễm phía phải chịu trách nhiệm là Đông Giang, Lương Thiên Chính thân là bí thư thị ủy phải gánh vác trách nhiệm chủ yếu của huyện này, vườn công nghiệp quốc tế lúc trước là một tay y thành lập lên, chuyện này liệu có ảnh hưởng đến tiền đồ của y không? Tống Hoài Minh không nói gì, đáp án hiển nhiên là có rồi, y đề nghị chỉnh đốn vườn công nghiệp quốc tế cũng không phải là nhằm vào Lương Thiên Chính, là người lãnh đạo của Bình Hải, Tống Hoài Minh đầu tiên phải nghĩ đến dân sinh và sự phát triển tương lai của Bình Hải, y không thể vì lợi ích chính trị của mình mà làm trái lương tâm ủng hộ Lương Thiên Chính tuy rằng Tống Hoài Minh trong lòng hiểu rõ, Lương Thiên Chính tất nhiên sẽ bởi vì sự kiện này mà bị ảnh hưởng trên sĩ đồ, thậm chí có thể sẽ nguy hiểm tới vị trí phó tỉnh trưởng thường vụ mà đối với y đã là dễ như trở bàn tay. Kiều Trấn Lương trên chuyện lần này rõ ràng lại đạt được một lợi ích chính trị nữa, trên cuộc họp thường ủy, y trên vấn đề chỉnh đốn vườn công nghiệp quốc tế đã lửa cháy thêm dầu, tập trung mâu thuẫn chủ yếu lên người mình, bất kể y là cố ý hay là vô tình, sự kiện này đều sẽ tạo thành mâu thuẫn giữa Tống Hoài Minh và Lương Thiên Chính. Từ sau khi Kiều Trấn Lương tới Bình Hải, Tống Hoài Minh trên cục diện chính trị không nghi ngờ gì nữa đã lâm vào thế bị độc. Đại hội đảng lần này, ban lãnh đạo tỉnh sẽ thay máu. Mấy nhân tuyển của cương vị quan trọng trên cơ bản đều đã được xác định. Tống Hoài Minh rất khó thay đổi được kết quả đã chú định này. Lưu Diễm Hồng có thể thông cảm cho tình cảnh hiện tại của Tống Hoài Minh. Cô ta nói khẽ, sự kiện ô nhiễm nước lần này có truy cứu tới cùng không? Tống Hoài Minh nói: Một bộ phận lãnh đạo của phía Đông Giang quả thực trên xử lý đã tồn tại sự hiểm nghi cố tình chậm chế. Nhưng nếu chỉ bởi vì bọn họ không ngay lập tức bắt xí nghiệp trong vườn công nghiệp quốc tế ngừng sản xuất mà trách phạt bọn họ, lý do này sợ là vẫn không đủ. Lưu Diễm Hồng nói: Nước bị ô nhiễm bản thân đã chứng minh bộ môn tương quan trong quản lý tồn tại thiếu sót. Tống Hoài Minh cười nói: Bí thư Kiều vì sao phải trịnh trọng xử lý trương dương? Chuyện trước khi vẫn chưa hoàn toàn được điều tra rõ ràng vì sao cái gậy đầu tiên đã đập lên người trương dương lưu diễm hồng đúng là chưa từng nghĩ tới vấn đề này trong mắt cô ta trương dương cho dù xung động nhưng trương dương cũng là vì lợi ích của nam tích là phía đông giang không đúng trước cho nên mới chọc giận trương dương sự xung động của trương dương có thể lý giải được nhưng lời nói của tống hoài minh bắt đầu khiến cô ta suy nghĩ sâu xa hơn vì sao cái gậy đầu tiên của kiều trấn lương lại đánh vào người trương dương chỉ có một nguyên nhân Kiều Trấn Lương không muốn Trương Dương tiếp tục gây ẩm ý nữa. Y không hy vọng ảnh hưởng của ô nhiễm nước sông Thoan tiếp tục mở rộng, sự chỉnh đốn của vườn công nghiệp quốc tế là thế tất phải làm, nhưng chuyện lần này sẽ không diễn biến thành một hồi bão chính trị, Kiều Trấn Lương muốn bình ổn chuyện này. Tống Hoài Minh nói, chuyện của Nam Tích vẫn chưa hoàn toàn qua đi, chính đàn Bình Hải thật sự là không chịu nổi tổn thương nữa. Lưu Diễm Hồng nói, nhưng vì sao cái gậy này phải đánh lên người Trương Dương? Cục thủy lợi của khu khai phá, cục bảo vệ môi trường, hội quản ủy không có sai lầm sao? Tống Hoài Minh mỉm cười nói, đánh cho hắn một cái có lẽ là để người khác không còn gì để nói nữa, dẫu sao thì là vì duy hộ hắn hay là đánh hắn thì chỉ sau nay mới biết được, có điều phía Đông Giang khẳng định sẽ có người bởi vì này chuyện lần này mà bị ảnh hưởng. Những lời này của Tống Hoài Minh tuy rằng nói rất hàm xúc, nhưng Lưu Diễm Hồng đã từ trong đó đoán ra được gì đó, người bị ảnh hưởng lớn nhất đó chỉ sợ chính là bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính. Lưu Diễm Hồng nhẹ giọng cảm thán nói, gần đây tôi bỗng nhiên cảm thấy chán ghét chính trị, có lẽ nữ nhân chúng tôi vốn không nên làm loại chức nghiệp đấu đá lẫn nhau này, giúp chồng dạy con mới là công tác thích hợp nhất đối với chúng tôi. Tống Hoài Minh cười ha ha, nói cô là thiết nương tử của chính đàn bình hải chúng ta, sao bỗng nhiên lại nói ra những lời này y đương nhiên hiểu rõ chuyện lần này lưu diễm hồng thay thế tằng lai châu trở thành bí thư ủy ban kỷ luật thất bại đối với lưu diễm hồng đã tạo thành đả kích rất lớn trong lòng cảm thấy mất mát là không thể tránh được lưu diễm hồng nói thiết nương tử cũng không dễ làm đâu thời đại hiện giờ thiết nương tử nữ cường nhân đều phải trả cái giá là hy sinh gia đình tống hoài minh cầm chén rượu lên nhìn rồi bỗng nhiên nói khẽ xin lỗi lưu diễm hồng ngây ra đó cô ta ngây ngốc nhìn tống hoài minh từ trong ánh mắt của Tống Hoài Minh đã đọc hiểu được gì đó, bọn họ rất hiểu nhau, rất nhiều lời không cần phải nói rõ ra làm gì. Mắt Lưu Diễm Hồng đỏ lên, cô ta có chút sợ hãi cúi đầu xuống, cầm chén rượu đó lên uống cạn rồi cười khúc khích, "Lão đồng học, anh càng lúc càng giống một chính trị gia." Tống Hoài Minh có chút áy náy nhìn cô ta. Lưu Diễm Hồng nói, "Trong chính trị còn có thứ gì chân thật không?" Tống Hoài Minh gật đầu nói có. Hơn nữa điều này chính là mục tiêu mà chúng ta luôn luôn nỗ lực và phấn đấu để có được. Mưa xuân như bơ, Trương Dương trong ngày mưa xuân lẫn phất như vậy đi tới Hồ Hà, trước tiên tới thăm cố Doãn Chi đang nhàn rỗi ở nhà, đương nhiên hắn còn có một mục đích, tới cúng mộ cố gia đồng một chút. Hôm nay người của cố gia rất nhiều, cố Minh Kiện, Liễu Duyên, còn có Thường Hải Thiên đặc biệt từ Giang Thành tới và hai quản lý cấp cao của nhà máy chế thuốc Giang Thành, Bọn họ đặc biệt tới đây để báo cáo chuyện của nhà máy chế thuốc Giang Thành với Cố Minh Kiệt, mấy ngày nay còn có một hội dược tiến hành ở Đông Giang sau khi Cố Gia Đồng qua đời, Cố Minh Kiệt tiếp quản xí nghiệp do một tay chị gái khai sáng, trở thành tân chủ tịch của nhà máy chế thuốc Giang Thành. Nhìn thấy Trương Dương tới, Thường Hải Thiên có chút kinh hỉ, gã và hai nhân viên quản lý đều đứng dậy chào hỏi Trương Dương. Trương Dương cười nói, khéo thế, không ngờ các anh cũng ở đây. Thường Hải Thiên nói, chúng tôi tới mở một hội dược, thuận tiện tới báo cáo một chút tình huống sản xuất gần đây với cổ tổng. Cố Minh Kiện cười cười đứng lên nói, Trương Dương, cha tôi đi câu cá rồi, tôi bảo Tiểu Duyên đi gọi ông ấy. Trương Dương nói, không cần đâu, để tự tôi đi. Cố Minh Kiện cũng không coi Trương Dương là người ngoài, gật đầu nói, cũng được, từ nhà chúng tôi đi về ven hồ, gần lão quân nham ấy. Trương Dương là bắt xe tới, may mà mưa không lớn, mưa phùn nhẹ nhẹ rơi xuống người, cảm thấy vô cùng lạnh, trên người, trên mặt đều cảm thấy ngưa ngứa, men theo con đường do gỗ mùn lát thành chậm rãi mà đi, từ xa xa đã nhìn thấy cố doãn chi ngồi ở trên lão quân nham một mình thả câu, bóng của ông ta có chút mông lung trong mưa bụi. Ánh mắt của cố doãn chi rất chuyên chú, nhìn chăm chú vào mặt hồ. Giọng nói của Trương Dương vang lên ở phía sau ông ta, cha đang độc điếu hàn giang tuyết hà. Hay là Khương Thái công câu cá cố doãn chi mỉm cười ông ta chỉ chỉ vào sọt cá nói chỉ câu được hơn một cân cá nhỏ không có thành quả gì cả trương dương đi tới ngồi xuống bên cạnh ông ta cố doãn chi nói hôm nay sao rảnh vậy trương dương nói đến đông giang hai ngày rồi chuyện xong xuôi hết mới tới đây thăm cha cố doãn chi gật đầu vì chuyện nước sông thoan bị ô nhiễm à trương dương có chút kinh ngạc nói cha không phải đã về hưu rồi sao sao tin tức vẫn linh thông thế hắn lập tức nghĩ tới Hạ Bá Đạt, chẳng lẽ là Hạ Bá Đạt nói tin tức này cho Cố Doãn Chi. Cố Doãn Chi giờ cần câu lên, mồi câu đã bị ăn sạch, Trương Dương giúp móc mồi mới, Cố Doãn Chi lại thả dây câu vào mặt nước, ông ta nói khẽ TV phát tin tức, tôi tuy rằng không còn tại vị, nhưng tôi vẫn là một người dân của Bình Hải, vẫn quan tâm tới đại sự của Bình Hải. Ông ta quay đầu lại nhìn Trương Dương một cái, huống chi vườn công nghiệp quốc tế là hạng mục mà tôi phê duyệt khi còn tại vị, hiện tại có nhiều sai sót như vậy tôi cũng có lỗi trương đại quan nhân bởi vì câu này da mặt có chút nóng lên hắn ho khan một tiếng cha cái đó cố doãn chi mỉm cười nói đi tôi không có ý trách cậu đâu trương dương nói con chỉ là cố gắng tranh đấu vì lợi ích của nam tích thôi con cũng không nghĩ nhiều như vậy cố doãn chi mỉm cười nói chuyện trên chính đàn đều là liên quan với nhau kéo một phát là động toàn thân trước giờ đều là như vậy Hiện tại nghĩ lại, lúc trước tôi phê duyệt hạng mục vườn công nghiệp quốc tế này quả thực tồn tại sai lầm. Trương Dương nói, con người không phải là thánh nhân, không thể chu đáo mọi việc được. Sau khi biết vườn công nghiệp quốc tế có liên quan tới Cố Doãn Chi, Trương Dương bắt đầu nói đỡ cho nó, thằng ôn này tồn tại không ít tư tâm. Cố Doãn Chi nói, khi cải cách mở cửa vừa mới bắt đầu, sự chú ý của mọi người đều tập trung lên hai chữ kinh tế này đều nghĩ hết mọi biện pháp để trong khoảng thời gian ngắn làm thế nào đưa kinh tế của bản địa đi lên xuất hiện rất nhiều chuyện không phù hợp với quy luật kinh tế không phù hợp quy luật phát triển khi vườn công nghiệp quốc tế mới thành lập định vị của nó là rất tốt cũng đã nghĩ tới vấn đề ô nhiễm có thể tạo thành cũng đã làm ra đầy đủ quy hoạch xử lý tương quan nhưng sau khi vườn công nghiệp quốc tế thành lập trong một đoạn thời gian rất dài lâm vào trạng thái không người hỏi thăm đầu tư nhiều nhân lực vật lực như vậy Nói sao cũng không thể trơ mắt nhìn mảnh đất này bị bỏ hoang, cán bộ thành phố Đông Giang vì thế cũng làm không ít công tác, bỏ ra rất nhiều nỗ lực, từ nước ngoài chiêu thương dẫn từ không ít hạng mục, vườn công nghiệp quốc tế cũng dần dần trở nên thịnh vượng, công bằng mà nói, khu vườn công nghiệp quốc tế đã làm ra cống hiến rất lớn đối với sự phát triển kinh tế của Đông Giang, thậm chí là Bình Hải. Cố Doãn Chi nói xong những lời này lại thở dài, vấn đề ô nhiễm nước đã chứng tỏ một điểm, lúc trước khi chúng tôi thành lập vườn công nghiệp quốc tế, trên lựa chọn và định vị tồn tại sai lầm, sai lầm này không chỉ là là do người khởi xướng và người chấp hành của hạng mục tạo thành, tôi là lãnh đạo cao nhất của Bình Hải lúc ấy, cũng phải gánh trách nhiệm tương đương, sự phát triển kinh tế nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi, ô nhiễm cũng nghiêm trọng hơn nhiều so với dự tính ban đầu của chúng tôi. Trương Dương nói, nghe nói tỉnh Lý đã hạ phải trọng điểm chỉnh đốn khu vườn công nghiệp quốc tế, lần này phải di rời tất cả xí nghiệp gây ô nhiễm nặng trong khu vườn công nghiệp quốc tế ra ngoài. Cố Doãn Chi gật đầu nói, quyết định này là chính xác, bảo vệ môi trường là giải nghiệp thiên thu cho con cháu muôn đời sau, phát triển kinh tế chỉ là nhất thời. Cần câu đột nhiên trầm xuống, hai mắt Cố Doãn Chi nghiêm lại, cắt đứt đàm thoại với Trương Dương, sau khi cần câu lại trầm xuống, Cố Doãn Chi bắt đầu kéo, mặt hồ vốn tĩnh lặng bỗng dưng có một ngấn nước. Trương Dương nhìn thấy một cái vây lưng màu đen dài chừng hơn một thước, kinh hỉ nói cá lớn quá. Còn chưa dứt lời thì chỉ nghe thấy rắc một tiếng, cần câu trong tay cố doãn chi đã gãy. Trương đại quan nhân phản ứng thần tốc, ngay cả quần áo cũng không cởi, tung người nhảy vào trong nước. Cố doãn chi có muốn ngăn hắn lại cũng không kịp, chỉ thấy thằng ôn này nhanh chóng bơi về phía chiếc cần câu bị gãy đó, con cá này gặp phải trương đại quan nhân thì đúng là xui xẻo, khó khăn lắm mới dẫy gãy được cần câu, ai ngờ lại có một thằng ôn liều lĩnh nhảy vào hồ nước vớt cần câu lên. Trương Dương kéo con cái lớn đó bơi về, cố doãn chi dùng lưới chụp nó lại, một con cá nặng hơn 6 cân, cố doãn chi cười ha ha. Trương Dương ướt súng bước lên bờ hồ, cố doãn chi nói, này chàng trai, có đáng không? Trương Dương mỉm cười nói, chuyện đã nhận chuẩn, con nhất định sẽ làm. Kỳ thật con cá này không đáng để Trương Dương nhảy vào trong hồ, hắn không muốn cố doãn chi bởi vì chuyện này mà cảm thấy mất mát, sau khi cố dài đồng qua đời. Chuyện có thể khiến cố doãn chi vui vẻ thật sự là quá ít, Trương Dương cho dù cả người ướt đấm, chỉ cần đổi lại được sự vui vẻ của cố doãn chi, đối với hắn mà nói đã là một chuyện đáng mừng nhất, giai đồng nếu ở trên trời có linh, cũng nhất định sẽ tán thành hắn làm như vậy. Cố doãn chi cất đồ câu cá đi, dục Trương Dương mau về thay quần áo, dẫu sao thì Xuân Hàn xe lạnh, Trương Dương tuy rằng trẻ tuổi nhưng cũng phải chú ý sức khỏe. Trương Dương ướt súng chạy về biệt thự, tất nhiên là dẫn tới những ánh mắt kinh ngạc. Cố Minh Kiện dẫn hắn tới phòng mình, chọn một bộ quần áo cho hắn thay, hai người thân hình tương đương trương dương mặc vào cũng rất hợp cố doãn chi cầm chiến lợi phẩm về tới ông ta cười nói trưa nay tất cả ở lại ăn cơm nhé tôi tự tay xuống bếp bọn thường hải thiên nhìn thấy bí thư cố tự mình xuống bếp đương nhiên là không tiện cự tuyệt ai nấy đều gật đầu đáp ứng cố minh kiện lái xe ra ngoài mua thêm thức ăn lương duyên rất nhu thuận vào bếp giúp cố doãn chi làm cơm trương dương đi tới hậu viện cúng mộ cố dài đồng một chút bởi vì cố doãn chi mỗi ngày đều dành thời gian tới đây dọn dẹp, cho nên bia mộ không nhiễm một hạt bụi nào. Trương Dương vươn tay cẩn thận lau di ảnh của cố giai đồng, nhìn lúng đồng tiền trên đó, mắt hắn không khỏi ươn ướt. Thường Hải Thiên tới hậu viện tìm hắn, nhìn thấy cảnh này, không dám quấy dày, khi đang chuẩn bị xoay người rời đi thì Trương Dương đã sớm nhận ra tiếng bước chân của gã, nói khẽ nếu tới rồi thì đến đây cùng nhau trò chuyện với giai đồng đi. Thường Hải Thiên cười cười, đi tới trước mộ chôn quần áo và di vật của cố gia đồng, nói khẽ chuyện trôi qua lâu như vậy rồi, anh đừng quá thương tâm nữa. Trương Dương lắc đầu, nói, rất kỳ lại, tôi luôn cảm thấy gia đồng như vẫn còn sống, chỉ là cô ấy trốn đi không muốn gặp tôi thôi. Thường Hải Thiên cho rằng thằng ôn này là vì quá nhớ nhung cố gia đồng cho nên có chút ma chướng, trong lòng thầm thở dài, không ngờ thằng ôn Trương Dương này bình thường cợt nhả bất cần đời, nhưng với cố gia đồng thì lại thắm thiết, trí tình trí nghĩa như vậy thường hải thiên nói giai đồng nếu có thể nghe thấy những lời này của anh nhìn thấy những việc mà anh đã làm trong lòng nhất định rất hạnh phúc trương dương nói người sống trên đời đúng là phải hiểu được hai chữ quý trọng thường hải thiên gật đầu gã nói khẽ anh mất đi một người yêu tôi mất đi một bà chủ tốt nhất trương dương từ lời nói của thường hải thiên nghe ra ẩn ý hắn nhìn thường hải thiên một cái rồi nói sản xuất sản xuất của nhà máy dược vẫn bình thường chứ thường hải thiên nói vẫn ổn có điều tôi quyết định sau vài ngày nữa sẽ rời khỏi đó. Trương Dương hơi ngẩn ra, từ sau khi Thường Hải Thiên Trương Dương nhà máy dược giang thành đảm nhiệm chức quản đốc, nhà máy dược dưới sự quản lý của gã phát triển không ngừng. Cố Giai Đồng cũng rất tín nhiệm và thưởng thức gã, cũng cho gã một bộ phận cổ phần của nhà máy dược. Hiện tại Thường Hải Thiên đã là một thành viên của ban giám đốc nhà máy dược, gã không có lý do rời khỏi đó. Trương Dương rất nhanh liền đoán được chuyện này có liên quan tới Cố Minh Kiện vào nắm nhà máy dược, xem ra gã và thường hải thiên hợp tác không được thoải mái lắm. Trương Dương nói, có thể là thiếu câu thông. Thường hải thiên lắc đầu, nói, lòng nghi ngờ của anh ta quá nặng, thiếu tín nhiệm đối với đám lão thần tử chúng tôi, sau khi tiếp nhận nhà máy dược liền tiến hành mấy cái cải cách, thực sự liên quan tới sản xuất thì không nhiều, chủ yếu là nhắm vào phương diện nhân sự, nhận một số người, đuổi một số người. Trương Dương nhíu mày, thời gian cố minh kiện tiếp nhận nhà máy dược không, Gã tiến hành một biến động nhân sự quy mô lớn như vậy là không sáng suốt. Trương Dương đối với chuyện trên xí nghiệp thì không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng có thể đoán ra Thường Hải Thiên lạnh lòng chính là vì điều này. Trương Dương vỗ vỗ vai Thường Hải Thiên, "Hải Thiên, chúng ta là bạn tốt, lúc trước là tôi giới thiệu anh tới nhà máy dược Giang Thành công tác." Thường Hải Thiên gật đầu. Trương Dương nói, "Giai Đồng tuy rằng đi rồi, nhưng trong lòng tôi cô ấy đã là vợ của tôi, nhà máy dược là một bộ phận kỷ niệm mà cô ấy lưu lại cho tôi." Tôi không muốn nhà máy dược sụp đổ, tôi muốn nhà máy dược vẫn duy trì tình trạng như khi cô ấy còn sống." Nói tới đây, Trương Dương rõ ràng có chút động tình rồi. Thường Hải Thiên trong lòng cũng rất khó chịu, đúng như những gì mà gã vừa rồi, nhà máy dược Giang Thành là đám người bọn họ đồng tâm hiệp lực dựng lên, trong mắt gã nó đã trở thành một bộ phận quan trọng trong nhân sinh của gã, gã đương nhiên không nỡ bỏ đi, nhưng từ sau khi Cố Minh kiện tiếp nhận nhà máy chế dược Giang Thành, can thiệp rất nhiều vào sự quản lý của nhà máy gần đây thay đổi nhân sự tất cả đều dựa theo ý nguyện của gã mà tiến hành khiến cho đám quản lý cao trong nội bộ nhà máy người người oán trách gần đây đã có ba quản lý cấp cao từ chức thường hải thiên vì thế đã đặc biệt tới nói chuyện vào lần với cố minh kiện nhưng căn bản không mang lại hiệu quả gì con người của cố minh kiện rất cố chấp y cho rằng quản lý bất kỳ xí nghiệp nào cũng tương tự như nhau y đã điều hai gã thân tín từ lam hải tới nhà máy dược giang thành mục đích chính là muốn dần dần thu hồi quyền quản lý trong tay thường hải thiên Thường Hải Thiên trong lòng biết rõ, Cố Minh Kiện không tín nhiệm mình, cho nên mới bắt đầu nảy sinh ý muốn ra đi. Chuyện này gã từ lâu đã muốn nói với Trương Dương, nhưng không có cơ hội thích hợp. Hôm nay đã gặp thì dứt khoát nói ra đi. Thường Hải Thiên nói: Trương Dương, nhà máy dược không sụp đổ được đâu. Hiện tại nhà máy dược phát triển không ngừng, sản phẩm của chúng ta cũng không đủ cầu. Anh đừng giữ tôi lại làm gì. Tôi đã nghĩ rồi, đợi tới sau cùng gã đuổi tôi đi chẳng thà tôi hiện tại đường đường chính chính bỏ đi, mọi người như vậy còn giữ được quan hệ tốt." Trương Dương thở dài, nhìn ra Thường Hải Thiên tâm ý đã quyết, cũng không tiện tiếp tục giữ lại, hắn nói khẽ, "Hải Thiên, anh có tính toán gì không?" Thường Hải Thiên nói, "Tôi mấy năm nay tích lũy được ít tài chính, trong ngành sản xuất y dược lăn lộn lâu như vậy cũng mang tới cho tôi một phần kinh nghiệm quý giá, gần đây thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe ở trong nước đang lên, tôi định tiến quân vào thị trường này." Trương Dương nói, vẫn ở Giang Thành à. Thường Hải Thiên nói, tôi định tới Nam Tích phát triển. Trương Dương vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng nói, anh muốn tới Nam Tích hư. Thường Hải Thiên cười nói, vốn muốn về Lam Sơn, nhưng tôi sợ làm việc gì cũng có người nói ra nói vào, dù sao cha tôi cũng là bí thư thị ủy Lam Sơn, tôi không muốn người khác cho rằng tôi dựa hơi ông ấy, nhưng cha mẹ tôi tuổi cũng lớn rồi, tôi không muốn đi đâu quá xa nhà, cho nên định tới Nam Tích, Hiện tại Hải Long và Hải Tâm đều đặt trọng tâm công tác ở Nam Tích, đây cũng là nguyên nhân tôi quyết định mở nhà máy ở Nam Tích. Trương Dương gật đầu nói tốt, huynh đệ chúng ta lại ở cùng nhau. Thường Hải Thiên nói, Trương Dương, trước khi tôi đi còn có mấy chuyện phải giải quyết, một chuyện quan trọng trong đó liên quan tới vấn đề chia hoa hồng của anh trong nhà máy dược. Nhà máy dược Giang Thành Sở Dĩ có thể có quy mô như ngày hôm nay, tất cả đều là dựa vào phương thuốc của Trương Dương, chuyện này chỉ có số ít người biết nội tình. Thường Hải Thiên chính là một trong số đó. Trương Dương lắc đầu nói, giai đồng mất rồi, tôi không thể lấy một phân tiền từ trong nhà máy dược nữa. Thường Hải Thiên nói, phương diện sổ sách tôi đã làm rất rõ ràng, tôi ở nhà máy dược một ngày, khoản thu nhập đó của anh sẽ không mất. Thường Hải Thiên trên điểm này cũng không hoàn toàn hiểu Trương Dương, Trương Dương căn bản không cần tiền tài gì cả, cho dù là hoa hồng của nhà máy dược, cũng là cố giai đồng ép hắn nhận. Trương Dương nói, làm một cái kết thúc đi, Chuyện giai đồng chia hoa hồng cho tôi, anh biết tôi biết, về sau đừng nhắc lại nữa, tôi cũng sẽ không lấy nữa đâu." Thường Hải Thiên gật đầu, "Chỗ tiền còn lại đó tôi sẽ mau chóng gửi vào tài khoản của anh." Trương Dương lắc đầu, nói, "Anh không phải muốn làm sản phẩm bảo vệ sức khỏe sao? Cầm dùng trước đi, tôi có tiền lương, bình thường cũng ít tiêu tiền lắm." Thường Hải Thiên cũng rất sảng khoái, gã gật đầu nói, "Được, vậy tôi chuyển khoản thu nhập đó của anh thành cổ phần." sau này đợi nhà máy sản phẩm bảo vệ sức khỏe của tôi mở ra rồi, anh sẽ là đại cổ đông của công ty. Thường Hải Thiên vô cùng khôn khéo, gã đương nhiên biết năng lực của Trương Dương, đầu tư vào nhà máy sản phẩm bảo vệ sức khỏe, phương diện phối phương sản phẩm khẳng định sẽ có chỗ cần Trương Dương xin giúp đỡ, lợi dụng chuyện này kéo Trương Dương tới cạnh gã chính là kỳ vọng của gã. Trương Dương nói, cổ đông cũng đừng viết tên tôi, thế này đi, vẫn dùng tên của Giai Đồng. Thường Hải Thiên có chút khó xử nói, thế chỉ sợ là không thích hợp. Trương Dương nghĩ nghĩ một chút rồi nói, đích xác là có chút không thích hợp, hắn nói khẽ, nếu không để tên dưỡng dưỡng đi, sau này tôi sẽ tìm cơ hội nói với cô ấy. Buổi trưa hôm ấy tất cả mọi người ở nhà cố doãn chi vui vẻ ăn cơm trưa, bầu không khí rất tốt, bất kể là Thường Hải Thiên hay là Trương Dương đều không nhắc tới nội dung cuộc nói chuyện của họ, coi như chưa có gì xảy ra, Trương Dương và Cố Minh Kiện tuy rằng quen nhau, nhưng giữa hắn và Cố Minh Kiện không thân như giữa hắn và Thường Hải Thiên, Cố Minh Kiện mấy năm nay quả thực thay đổi không ít, quan hệ của gã và Trương Dương cũng từ bạn bè phát triển thành kẻ địch, lại từ kẻ địch biến thành bạn bè. Có điều giữa bọn họ trước giờ cũng không phải là không có gì là không nói. Cố Minh Kiện so với trước đây quả thực ổn trọng và tâm cơ hơn một chút, Trương Dương đã cảm thấy rõ ràng một loại cảm giác xa cách. Sau khi Cố Gia Đồng mất, Trương Dương đã quỷ gối trước mặt Cố Doãn Chi gọi một tiếng cha từ khi đó hắn đã triệt để đổi cách xưng hô cố doãn chi cũng đã công nhân đứa con rể này bởi vì cố doãn chi biết tâm nguyện của con gái ngay cả cố dưỡng dưỡng khi nhìn thấy trương dương cũng không gọi hắn là na trương nữa mà đổi sang gọi là anh rể nhưng cố minh kiện thì không sau khi từ nước mỹ trở về khi trương dương cố minh kiện cố minh kiện gặp mặt nhau cảm giác cố minh kiện vẫn cố ý bảo trì khoảng cách với hắn hắn không biết suy nghĩ trong đầu cố minh kiện có lẽ cái chết của cố giai đồng đã khiến mỗi người quan tâm đến cô ta đều thay đổi Đám người Thường Hải Thiên ăn cơm xong liền cáo từ đi trước, Cố Minh kiện đi cùng bọn họ, buổi chiều còn phải tới cuộc họp thông báo thuốc mới xem tình huống chuẩn bị. Liễu Duyên vốn muốn ở lại rửa bát, nhưng Cố Doãn Chi bảo cô ta cứ đi theo họ, theo lời của ông ta thì là đừng cướp đi quyền lợi lao động của một ông già. Trương Dương thì biết Cố Doãn Chi có chuyện muốn nói riêng với hắn, cho nên sau khi ăn cơm trưa xong hắn không đi mà ở lại. Sau khi giúp Cố Doãn Chi thu dọn bát, Cố Doãn Chi bảo hắn cùng lên tầng thượng uống trà câu nói đầu tiên của cố doãn chi lại là cảm ơn. Trương Dương có chút kinh ngạc nói cha, cha sao lại nói cảm ơn. Vì cái gì? Cố doãn chi cười nói, vì cái con cá đó, vì cậu đã làm tôi vui vẻ. Trương Dương mỉm cười, hắn biết tâm tư của mình đã bị cố doãn chi nhìn thấu. Lúc này mùa xuân đã dừng, không khí mát mẻ, mặt trời lại một lần nữa ló dạng sau tầng mây. Cố doãn chi hứng ánh nắng ấm áp, nói khẽ còn nhớ một câu mà tôi đã nói với cậu không? Trương Dương cầm chén trà lên nhấc một ngục, lời cha nói với con nhiều lắm, con không biết ý cha là cậu nào. Đừng làm đứa trẻ xui xẻo. Trương Dương bật cười, hắn nhớ ra rồi, cố doãn chi quả thực đã từng chỉ điểm hắn, nhưng hắn lại không nhớ ra, trong sự kiện nước ô nhiễm lần này vẫn sắm vai đứa nhỏ xui xẻo, cái gậy của Kiều Trấn Lương cuối cùng cũng đập xuống người mình, có thể nói kết quả này là mình gieo gió gặt bảo. Trương Dương nói cha, cái tính của con là vậy đó, không biết nhẫn nhịn. Cố Doãn Chi nói, tên Liêu Bác Sinh này tôi biết, tu vi chính trị rất cao, rất thông minh, tài ăn nói rất giỏi, phát biểu của y rất dễ kích động tình tự của người khác, so với hắn, cậu còn quá trẻ. Trương Dương đối với bản sự của Liêu Bác Sinh đã được nếm thử rồi, hắn gật đầu, hắn là một con cáo giả. Cố Doãn Chi cười nói, chuyện rất đơn giản, cậu muốn duy hộ lợi ích của Nam Thích, mà bọn họ muốn duy hộ lợi ích của Đông Giang, còn có lợi ích chính trị của bản thân họ nữa phát sinh mâu thuẫn và xung đột chính là chuyện rất tự nhiên sau khi mâu thuẫn phát sinh cậu vốn chiếm thế chủ động nếu cậu có thể khống chế tốt tình tự của mình trong chuyện lần này hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại nhưng cậu lại không làm được đương nhiên sự xung động của bản thân cậu là một nguyên nhân quan trọng còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác là cậu gặp phải liêu bác sinh hắn là một lão thủ chính trị hắn muốn khơi lên sự tức giận của cậu khiến cậu mất bình tĩnh trương dương nói con đánh hắn xong mới hiểu ra cố doãn chi nói hiểu thì sao trương dương nói bí thư kiều đã bắn tiếng muốn xử lý con cố doãn chi mỉm cười nói trong chính trị cậu chỉ là một đứa nhỏ anh ta sẽ không xử lý cậu nghiêm khắc đâu có điều lần này cậu khiến không ít người lâm vào khốn cảnh trên chính trị bất kỳ chuyện gì cũng có giới hạn của nó cậu vừa hay chạm vào cái giới hạn này trương dương nói phát sinh chuyện như gây ô nhiễm nước Đương nhiên phải có người đứng ra gánh trách nhiệm, trên quản lý của bọn họ khẳng định tồn tại vấn đề. Cô Doãn Chi nói, "Trương Dương, tôi cảm thấy từ sau khi cậu từ nước Mỹ trở về, tâm tính thủy chung vẫn chưa điều chỉnh tốt." Trương Dương không nói gì, lại uống một ngụm trà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khết chương 675.